trắng em hết nha. Ui, cái này còn có 1 con rồi chị. Cái này còn đúng 1 con. Cái này hồi sáng vô khách bóc cái này nhiều lắm. Máy này còn có 50 view. Nhìn coi bên kia máy kia là máy view gì. Bên em để miết 80 view nãy giờ không biết. Ui, thế hả? Ôi trời ơi. Rồi nhá, cái này có đúng 1 con duy nhất. Lên luôn dựng mã này mà Mickey cưng chưa? Chúc mã Mickey nhá, siêu đẹp luôn. 55.000. Chị nào lấy cái này lên mã Mickey. Thấy rồi chị Hồng Phụng, mạng trắng lắm nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi cho chị Hồng Phụng. Cho chị Hồng Phụng thì Hồng Phụng. Ok chị Hồng Phụng. Mũ này em nhớ còn con. Còn con hết. Chị đi cái xong còn con. Ôi trời ơi. Lên mã mũ đỏ Mickey em thấy. Chúc mã mũ đỏ luôn dùng nguyên nhá. Thôi nó nha. Nè. 55.000 làm sao mua được con hàng xịn sò như thế này hả chị em mình ơi. Có 1 cái. Có 1 cái thôi, Mickey em hết rồi. Ờ, mấy bên đây mạng trắng, thôi ráng. Ráng, ráng, ráng. Nha, chị nào lấy cái này mũ đỏ. Mũ đỏ có 1 cái. Chị nào lấy mũ đỏ, cầm em mũ đỏ chị Đặng Nhã Ca. Lên mã gấu đen. Đặng Nhã Ca, trước mã gấu đen luôn giúp Nguyên nghe chị em mình không. Đã lắm luôn, đây chị em mình nhìn hàng ở trong của nó này. Nó may này. Nhìn kỹ luôn dùng Nguyên. Nha, lên mã này là mã gấu đen, có 2. Phong này 62 vô 4 nhé. 62 vô 4 nhé. Comment mã này mà gấu đen. Mũ đỏ em hết rồi. Có 2 con gấu màu đen. Em đi luôn cho dạy mình luôn. 55.000 gấu đen nhé. Chị nào lấy gấu đen lên gấu đen luôn dùng nguyên cho chị em mình đó. Gấu đen có 2. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên mã chữ kèm màu. Gấu đen có 2, 55.000. Bao đẹp luôn. Ít cái áo chung nào mà nó may kỹ như thế nào hết. Em không nhé, em không. À Vilama còn nhưng mà giờ không lên. Gấu đen thì sumi lên. Cưng chưa trời ơi. Cái này có 2 con. Lên mã dài tay. Phân to nha. Nè. Lên mã dài tay luôn dùng Nguyên nhé. Chúc mã dài tay Nguyên có 2 con này thôi. Chị nào lấy dài tay lên dài tay luôn dùng Nguyên thì ti ti. Ti ti 1 con. Ok nhá. 55.000 thôi. Chị em mình cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên. Ok ti ti nữa là 2 con. 2 con. Lên mã dài tay đen. Dài tay màu đẹp đẹp. Dạ biết là màu gì. Và màu kem kem. Nha. Lên mã dài tay kem màu đẹp đẹp và màu đen. Có bộ thun cho 60 cái em không chị? Đẹp. Chị em mình nhìn nè, may chằn may đè mà rất là kỹ luôn nha. Con này là hàng. Ôi không vô bình hiền ơi, có 2%. Ê, kiểm tra lại thử. Chết vậy. Được. Kem cho Titi. Kem màu đẹp và màu đen. Đen cho Mirin Nguyễn. Chị ơi, kem Titi đen Mirin Nguyễn. Cái dự hình thị thì hạn màu này. Hình thị thì hạn màu này. Rồi ok. Có con áo đá. 2 con Coca. Coca nhé, có 2 con. Gì thì hàng màu kia. Màu đẹp đẹp. Có 2 con Coca Cola. Nha, chị nào lấy Coca lên Coca phía sau chữ của nó này. Coca vàng và Cola ca này. Màu cam cam ấy. Áo mặc em hết rồi. Hết dài tay rồi. Chị nào lấy Coca comment lên Coca luôn dùng nguyên nhé. Chứ chị Ti Ti. Ti Ti còn Coca vàng. Dài tay em hết nhé. Còn Coca vàng nhé. Chị nào lấy Coca vàng lên Coca vàng luôn dùng nguyên nghe chị em mình nói. Em đi luôn chị em mình 55.000 thôi. Siêu rẻ luôn. Nha, để chia sẻ phát nữa này. Siêu ít lắm. Coi có ok không chị em mình ơi. Hay là bị đứng đứng. Hay là lại bị đứng. À, trưa cũng như tối và tối cũng như trưa. Chị đi đến nhiệt tỏ rồi. Còn Coca vàng á. Đây, đây mã này là mã nấm hồng. Nấm hồng. Ok, nấm hồng nhá. Xinh chưa? Đấy, toàn bộ là mai chằng mai đà kỹ lắm luôn. Nha, lên mã nấm hồng có 1 lần lâu nó bị. Thế. Lâu nó đứng. Màu nãy giờ bên đây Nguyên thấy kỳ lạ là. Kỳ lạ là thấy bên này nó nắm cho chị Hồng Phụng nó đứng 80 view nãy giờ. Thì là mình thấy có vấn đề rồi. Lên mã mèo. Mèo hồng, đẹp lắm.
Mèo hồng 55 nha, chị nào lấy hồng 55. Năm nay là nó thật sự áo phông nó lên rất là cao, con này phông Quảng Châu này. Năm hồng với hồng phụng chị Tư đó. Năm hồng, hồng phụng, năm mèo. Mèo nhá, giờ là cố gắng kết thúc lại. Mèo nha, mèo hồng một con. Và con này, mèo cho Ti Ti. Mèo cho Ti Ti. Rồi, có một con gì đây? Con gấu. Gấu còn con, chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Chị ơi, 62 vô tư luôn. Chúc gấu lên luôn dùng nguyên nhé, có một con gấu. Chị nào lấy gấu lên gấu nè. Lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy gấu, chúc gấu luôn dùng nguyên nhé. Gấu cho chị Hồng Phụng. Rồi lên luôn chuồng mã đá hồng. Đá này mà đi 5 năm thì nó rẻ quá. Đá màu gạch. Đá gạch có một con nha, đá gạch. Chị nào lấy đá màu gạch, chúc lên đá màu gạch luôn dùng nguyên có một con nhá. Chị nào lấy đá gạch 55, lên đá gạch 55, chữ màu gạch. Đá và chữ 55.000 một em. Đá cho chị Hồng Phụng. Đá cho Hồng Phụng nha. Rồi lên chung mã chữ hết gấu nhé. Chữ màu gạch. Ngủ chi nhanh đấy anh. Đá hết rồi chị ơi nha. Gấu, gấu hết rồi. Ui. Lên mã mũ. Mũ kem. Có một cái gấu em hết rồi. Gấu hết rồi. Còn em mã này là mã mũ kem. Mũ kem 55.000 luôn. Phôm này toàn bộ phôm to, phôm 60-62. Chữ cho chị My Rinh Nguyễn. Chữ My Rinh Nguyễn. Mũ cho chị Hồng Phụng. Chị Út Hâm mạng chậm lắm chị Hồng. À, chị Út Hâm cái này còn có hàng màu không chị? Em thấy là nhiều cái này. Còn đen kìa. Đen kìa. Đó. Gấu cả lùm gấu kìa. Comment mã gấu cam luôn dùng nguyên nhé. Gấu cam có hai con gấu cam. Cưng này. Hai con gấu màu cam. Chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên nhé. Chúc mã gấu cam luôn dùng nguyên. Gấu cho Hồng Phụng. Còn một gấu kem nhé. Chị nào lấy gấu kem lên gấu kem luôn dùng nguyên 55.000. Nha, còn một em gấu một kem, mẫu em hết rồi chị ơi. 55.000 gấu kem thôi. Ờ, gấu cam, còn một con gấu cam. Chị nào gấu cam lên gấu cam, lên mã gấu trắng luôn dùng nguyên nhé. Kèm luôn dùng nguyên cả cái màu nha chị em mà nói. Tiêu nó không lên nữa. Trắng đi chị Hồng Phụng. Trắng cho chị Hồng Phụng. Rồi ok, chị nào lấy mũ à, quên, gấu kèm màu luôn dùng nguyên nhé. Gấu kèm màu chút lên luôn dùng nguyên. Gấu kèm màu nhé. Gấu trắng luôn dùng nguyên. Gấu vàng. Gấu vàng có 1 cái. Đẹp không mà view rất trắng. Khẩu trang em không nhé chị ơi. Hết khẩu trang nhé. Rồi nhá, lên mã gấu vàng 55.000. Gấu vàng có một em 55.000 nhé. Hiện tại đang thiếu khẩu trang chị ơi. Nha, gấu vàng có 1 cá. Chị nào lấy gấu vàng lên gấu vàng. Đấy, gấu màu kem và gấu màu đen. Đi như thế này cho nó nhanh nhé, không cần mở ra nữa. Màu kem và màu đen. Chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên. Gấu vàng, gấu kem, gấu đen 55.000 một em nhé. Chị nào lấy gấu lên gấu. Chị em mình xem like tương tác lên xíu vậy em mình ơi. Lấy xong cho em lên. Chắc là xong rồi cái lên bắt đầu lên hàng lẻ đi. Xeo hàng lẻ đi. Xeo hàng lẻ đi cho nó. Đen cho chị Hồng Phụng. Đen chị Hồng Phụng. Rồi nhá. Lên luôn dưỡng mã này, mã gấu xanh. Nền trắng và con gấu màu xanh 55.000 nha. Chị nào lấy gấu xanh lên gấu xanh. Gấu vàng, nền trắng, gấu vàng nữa. Ai chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. 55.000. 55.000 một em nhé. Rồi ok. Cái này có 1 cái, lên mã chữ vàng. Chữ vàng luôn dùng đi. 55.000 chữ vàng. Những cái con phong xịn sò xanh cho chị Hồng Phục. Ga chống thấm 1m6 mình đang bán mấy tiền ta? Vàng nền trắng cho chị Hồng Phục. 89.000 nè. Rồi nhá, chữ vàng cho chị Ti Ti. Ti Ti. Chữ vàng cho Ti Ti. Comment mã chữ trắng. Chữ trắng có 1 cái thôi. Chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng. Một cái duy nhất. Một cái duy nhất chữ trắng. Chị nào lấy chữ trắng comment lên chữ trắng luôn dùng đi. Con này con gì kìa. Chữ trắng nhé. Còn một cái chữ trắng. Chị nào lấy chữ trắng chốt thì. Chữ trắng cho Ti Ti. Comment mã mũ trắng có 2 con. Mũ trắng có 2 con. Phôn 62 lần ấy. Nha. Lên mã này là mã mũ trắng có 2. Mũ trắng nha. Bị cái bệnh hẹn ấy, nhíu không ra. Mai đi học. Một đôi.
Mai đi học. Comment mã mũ cho chị Huỳnh Thị Thị Hạnh. Lên mã 3 gấu có 1 cái. 55.000. Comment mã 3 gấu có 1 cái, mũ trắng cho chị Út Hanh. Có 2 cái mũ trắng đúng không? Lên mã 3 gấu hết mũ nhé. Chị Huỳnh Thị Hạnh có rồi nhé, Út Hanh có rồi nhé. Không nha, bị hụt điện nữa rồi. Ảnh làm hụt điện rồi. Comment mã này là mã 3 gấu. 3 gấu, 55.000 3 gấu. Chị nào lấy 3 gấu lên 3 gấu luôn dùng nguyên nhé. Chị đưa cái màu nó sát sát nhau là nó lộn hàng đấy chị, nó lộn. 55.000 một em. Comment mã này mã gấu đỏ. Không phải gấu. Bò đỏ. Áo da. Chưa em có lên áo da đâu. Áo khoác chứ. Lên mã bò đỏ. 55.000 bò đỏ giúp Nguyên nhé chị em mình ơi. Chị nào lấy bò đỏ comment lên bò đỏ luôn dùng Nguyên nhé. 55.000 bò đỏ. Đấy, chị nào lấy bò đỏ lên bò đỏ một cái này. Gấu đỏ một cái này. Comment mã chữ trắng luôn dùng Nguyên. Đẹp lắm luôn, chữ trắng một cái. 55.000. Rồi ok, chữ tím, gấu tím. Gấu tím 55 luôn. Chị nào lấy gấu tím 55 lên gấu tím 55. Xong lên cho em xem cái phần lại. Cái quần lẻ chị coi. Chữ tím, quên lộn. Gấu tím 55 đi. Nha. Lai đi, nó không lai đi. Lai về một lượt. Tím cho chị Hồng Phụng. Áo nam chị ơi. Hồng Phụng. Chữ trắng hồi nãy cho chị Ti Ti nè. Gấu tím cho chị Hồng Phụng rồi đúng không? Chữ trắng cho chị Chi Kim. Lên mã 18, có 1 cái. 18 có 1 cái, 55.000. Nha, chúc mã 18. Chị nào lấy 18, comment lên 18. Chúc mã 18 luôn dùng Nguyên nhé, có 1 cái. Chị nào lấy 18, lên 18. 18 đen và 18 trắng. 18 cho TT. Còn 18 đen, nha cho chị TT. Rồi nhá, lên mã LV kèm màu. LV kèm màu. Còn 18 màu đen nha. 18 trắng bởi TT dùng Nguyên. Còn 18 màu đen, chị nào lấy 18 đen lên 18 đen luôn dùng Nguyên nhé. Xem like và chia sẻ lên luôn dùng Nguyên chị em mình ơi. Chứ quá. Còn 18 màu đen. Rồi nhá. Lên mã này mã LV. Còn 18 màu đen, chị nào lấy 18 màu đen lên luôn dùng Nguyên nhé. Rồi chốt lên luôn dùng mã này mã LV xanh. Rồi bộ phong to hết. LV xanh. Chị nào lấy LV xanh chốt lên luôn dùng Nguyên. LV xanh 55, LV cho TT. Đen cho chị Hồng Phụng. Đen cho Hồng Phụng, LV xanh này gì TT. Rồi nhá, lên mã LV kèm màu đi chị em mình nói. Các màu luôn. Vàng này, màu cam này, màu trắng này, màu đen này, màu kem này. Đấy. Chị nào lấy cái này lên mã LV kèm màu luôn dùng xanh em hết rồi. Xanh em hết rồi nhá. Từ từ chị ơi, áo da tới đây sao? Ồ em tắt. Em tắt cái máy bên này chị em mình chuyển qua bên này đi nhé. Chuyển qua một máy đi chị em mình, nó chưa ít quá. Nha, chuyển qua bên này còn có hai máy tiêu. Chả biết like cái gì luôn. Cho ti ti. Nha, em tắt máy bên này nha chị em mình ơi. Nha, chuyển qua một máy giùm em với. Rồi về vàng cho chị Hà Thị Hình. Làm sao ta? Ít khi nào mà video like cái video như thế nào luôn. Cho chị Hà Thị Hình. Rồi ok nhé. Kem đen trắng, chị nào lấy thì chốt. Kem đen và trắng. À, kem cho chị Chi Kim. Kem cho chị Chi Kim. Kem cho Chi Kim này. Ok, chị nào lấy LV lên LV. Áo da làm sao mình sale máy thì 179.000 đúng không? Rồi cho em lên xếp quần đi chị. 179.000 nè. Em đây luôn chị em mình, cái này 150.000 luôn. 149.000 luôn đi, còn mấy cái nha. Tay 60 62 chị em mình mau ok, chị nào lấy da thì lên da luôn dùng đi. Rồi em ra qua mã nhé, những con này còn lẻ tẻ nè. Toàn bộ size 52 đổ về. Em bán tặng hết những con này luôn. 52 đổ về nhé. 52 đổ về, em đây luôn chị em mình là 49k một em. Nhưng mà size nhỏ thôi chị em mình thôi. Nha, 52 da cho chị TT.
Áo rách tốt có chị ơi. Áo da chị ti ti thì bất kỳ ti ti cái áo da. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn, 49.000 size 52 đổ về là chị em chốt đẹp nhé. Còn em mã này là mã LV trắng chị, LV trắng. LV trắng cái gì? Bích trăm lê. Bích trăm lê. Bích trăm lê. Áo da gì ti ti có rồi nhé. Rồi nha, lên cho mã này 49.000 size 52. Con này sale nó thật sự những con này mà sale giá quá rẻ luôn. Chị nào lấy cái này chị lên luôn dùng đi nhé. 49.000. Size này toàn bộ là size 52 đổ về là chị em chốt đẹp. Nha, comment mã này là mã caro. Không sai. Không sai, hàng nguyên sale 179 là đã rẻ hơn ở thị trường rồi. Giờ còn ít cái, em đi nó luôn chị em mình là 149.000, xả lỗ đấy. Rồi nhá, 52 đổ về lên xuống mã caro kèm màu luôn dùng nguyên nhé. Không có sai nha, không sai, không sai. Caro hồng vàng xanh. 52 đổ về thôi. Xanh này luôn. Cái này em còn lẻ tẻ này. Rồi này. Đỏ này. Có sai lên số ký cho em. Cái này bực mình là nó cứ để là về đây ghi phạm. Nó cứ để 80 view nãy giờ. Nha, chị nào lấy quần caro comment lên mã quần caro luôn dùng nguyên kèm luôn dùng số ký. Nha, kèm số ký luôn dùng nguyên. Tắt lên mượn rồi chứ. Chưa bao giờ mà like thấy kiểu như thế nào luôn. Nó đứng đơ mắt like luôn. Ok, ra chống thấp hả? Lách in đùi size L cho chị Bích trăm lê. Bích trăm lê. Ơi, nếu như thế này thì cha biết lên cái gì. Rồi mấy con quần à, quần nạ sale gọn. Chấm lên thử chị em mình ơi, để biết là chị em mình đang còn xem like nè. Là trưa, nghỉ trưa nó ok, nó ổn hơn tối chứ cuối cùng là như tối. Trưa cũng như tối và tối cũng như trưa rồi. Nè, quần thô mềm nhá. Thô mềm. Dạng giống quần kaki á, trẻ mình 52 đổ về. 52 đổ về nha. Toàn bộ là theo. Mã LV là cái áo thun chị ạ. Áo thun nhá. Hàng đài nhà luôn, 2 caro cho chị Hương Uyên. Hương Uyên. Lên thông tin đi chị ạ. Đấy. Hai cái quần lót pin size L cho chị Hà Hồng Nguyễn. Rất là nhiều hàng luôn nhưng mà view viết này em không biết là lên cái gì luôn. Hai cái caro mổn được đúng không? Từ trước tới giờ chưa thấy cái like nào mà nó đứng sừng cái mắt like luôn. Cái này không có size to. Quần thô mềm nha, quần thô mềm size 52 đổ về. Cái này em bán tặng 45.000 luôn. Có mấy cái. Chị em mình tranh thủ phát đi. Mai chằng mai đài hết luôn. 45.000 luôn, size 52 đổ về nhé. Size 52 đổ về là chị em mình chốt ok luôn dùng đi. Đúng rồi, đi về. Đúng rồi. 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. À, hàng công sở à, công sở thì quần công sở thôi. Quần công sở thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã quần mà. 45.000. Size 52 nhá, cứ lên cho em cái này cùng một size đó. Cùng một size 52 đổ về là chị em chốt đẹp nhá cho chị Thanh Hằng. Làm sao mà mua được con này 45. Đó, cái này em bỏ xuống. Toàn bộ theo cho chị Hà Thị Huỳnh, toàn bộ theo. Cái này chị em mua cho nữ mang được, chị em có thể mua cho con trai lớn cũng được nhá. Mua cho con trai lớn cũng ok. Quần cho Hà Thị Huỳnh luôn, 45.000. Trời ơi. Hà Thị Huỳnh luôn. Cảm tú cầu luôn. Cảm tú cầu luôn. Nha, có chữ Puma, có chữ LV nhé. Các kiểu chữ. Có chữ Gucci luôn. Nha, chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên. Cho chị Kim Yến võ luôn. Kim Yến võ luôn. Ok nhé, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Không chị ơi, không like lại nhé. Em đi qua một lượt. Đi qua một lượt thôi. Không có, cái này không có size to. Có một màu chị ơi. Hai chữ thì được. À đây đây, có hai màu. Ok cho chị Hoa Trần là ai à? Hoa Trần. Lấy thông tin cho em nhé. Rồi còn một màu này. Hoa Trần. Cái này cho chị Tuyết Nguyễn. Được á chị ơi. Rồi ok. Răng càng ngày càng xúc với chị.
chị Ngọc Lành bữa nay còn 52 kg. Rồi nhá, chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng được đấy chị, được đấy. Chị Hoa Trần ơi, lên địa chỉ trên live cho em cái này, lên địa chỉ trên live cho em nhá, cho chị Hà Phạm Thị luôn, rẻ quá luôn, tắt đi, rẻ quá thể. Con này là quần giãn Hà Phạm Thị này, size 55 đổ về là chị em chút đẹp, quần giãn chéo, giống quần giãn chéo nha. Chị Nguyễn Thị Bích Thiệp một con, quần ống bo con này đi chị em 49.000, giống quần giãn chéo chị em mình nè. Quần 45 chị Dung Dương Thị Phương luôn, con này lên luôn thương mại giãn chéo 49, giãn chéo 49, chị nào lấy giãn chéo 49 chút lên luôn dùng em nhé. Giãn chéo 49.000 một em. Để một cái có hồng màu, để một cái trước chị ơi. Con này 49.000 nha, lên mã đỏ đô 49 luôn dùng nguyên. Thì nào lấy đỏ đô 49 comment lên luôn dùng nguyên nhé. Đỏ đô 49, những cái này còn cái hết. Cái hình đó, cái con quần 52 đổ về con nè. Vải bao đã luôn. Có áo lốp tốt cho bé lớp 5 không? Chị Hương Nguyên ơi, lên thông tin cho em đi đi. Lên cả số điện thoại, cả địa chỉ trên live rồi em mới chốt đơn á. Cái chốt không mà không có thông tin là em bỏ qua ấy. Rồi nhá, lên luôn dùng em con này bao đã luôn. Chàng kaki mày xe 52 đổ về quần ống bo, cái này em đi luôn chị, mà nó 49.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên trong mã reo 49 luôn dùng nguyên nhá. Màu xanh nè, có mỗi màu xanh thôi. À của chị màu xanh và màu vàng, xanh và vàng. 52 đổ về con này quá xịn luôn nè. Em đi luôn chị, mình con này 49.000 nhá. Chị nào lấy mã xanh 49 chút lên luôn dùng nguyên nhá. Nhưng mà 52 đổ về thôi. Giờ phía sau là nam chị ơi, phía sau là nam đó. Những cái này là lẻ mẫu ra, còn cái là em xem. Có cái màu gạch này size 55, màu gạch này size 55 đi 49.000 luôn. Gạch size 55, hai con màu gạch size 55 49.000 một em nhé. Chị nào lấy gạch size 55 lên luôn dùng nguyên. Gạch này size 55 xanh, xanh hồi nãy bỏ xuống cho chị Hồng Phụ. Con này quần thô mè, ống sung, lên mã sung dùng nguyên. Phải sướng thiệt luôn. Xanh đeo hết rồi nha. Ok chị Hương Uyên. Rồi nhá, lên luôn dùng mã sung luôn dùng nguyên nhá. Hương Uyên lên thông tin, con này 52 đổ về thôi. Hương Uyên. Con này 52 đổ về thôi. Này chị em mình ơi. Reo hết rồi nhá. Gạch cho chị Thanh Quyên. Gạch chị Thanh Quyên. 49.000. Nhưng mà 52 đổ về con nào mà đi 49.000 chị em mình ơi. Quần đuổi cũng có giá này luôn ấy. Nha, cái này là dạng quần quần thô mềm, hơi hơi giống quần hơi hơi giống nhung. Huyền ơi, tắt cái điện cầu thang dùng nguyên cái. Thế bảo của chị Hoa Trần màu vàng cho. Thế chị phải bảo trước chứ. Xuân chị nắng mùa hàng con. Nắng mùa hàng là đi đơn cho ta. 49.000. À từ từ. Gạch cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trời ơi, còn gạch không? Hết gạch rồi chị ơi. Lên mã này là mã sung đen, nhưng mà 52 đổ về thôi chị em mà nói 49.000. 125.000 chị ơi. Nha, chị nào lấy sung đen comment lên sung đen luôn dùng nguyên nhé. 49.000, còn được hai con. Nó xịn hơn đủ nhiều. Nó qua là view 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 chán này. Bán cho vui, sale tặng cho vui. Đây này chị em mình này. Đấy, 49.000, hàng xịn sò đó. Thơm mè. Nha, lên luôn chung mã này là mã sung 49 cho chị người tình trăm năm. Crop top thì em chỉ còn barip thôi. Chỉ còn barip thôi. Đang nói con ra mùng hiu đó. Cái này có một cái. Trời ơi, màu gì ta, màu bò. Màu bò, cũng phải màu bò. Cái gì Thanh Quyên, sung đen hết rồi. Lên mã này là mà sung màu màu mỡ gà. 52 đổ về, phía sau của nó là lưng thun nha chị em mình đó. Thanh Quyên, con này đẹp lắm đó. Có một cái, lên mã số 1 đi. 49 nhìn nó. Chúc mã số 1 49 nhé. Chị nào lấy mã 1 49 ca luôn dùng nguyên đi chị em mình đó. Mã này lên mã 1 49 nhìn. Màu này đẹp lắm nè.
Nha, chị nào lấy mã 1, lấy mã 1 49.000, những cái này là còn lẻ tẻ nên là em sale hết. Cưng quá. Cái gì Thanh Quyên? Trời ơi. Đây nha, cây hả? Mã 1. Ý, cái này 55, 57. Được một con màu xanh ngọc. Này chị em mình nè. Sung gặp lai. Sung gặp lai. Có một con màu xanh ngọc và một con màu nâu nâu này. 49.000. Cái này 55 ký vô tư, hai con xanh ngọc. Ngọc chị Hùng Phụng. Cái ti ti. Hai con xanh ngọc. Ok hết xong. Màu này lạ đẹp. Đẹp quá chị em mình ơi. Nguyên đây 49.000 nó rẻ sợ luôn rồi. Cái này 55 ký. 55, 57 nhá. Nào cho ti ti luôn. Màu đen nó xung rồi chị. Rồi nhá, lên mã gặp lai đen. Gặp lai đen cũng là quần xung. 49.000, có 3 con. Lên mã gặp lai màu đen nhá. Gặp lai đen luôn dùng nguyên nè. Chị nào lấy gặp lai màu đen lên luôn dùng nguyên. Không thể mua được giá 49.000 ở đâu chị em mà nó. Toàn bộ này. Mai chằng mai đàn. Đang cho chị Hùng Phụng 2 cái. 55, 57 đổ về nhá. Hùng Phụng 2 cái còn cái. Nha chị nào lấy đen hết màu nâu luôn. Chuyển màu đen luôn dùng nguyên còn cái màu đen này chị em mình. Đẹp lắm luôn. Dạ quần xuân gặp lai kiểu. Đấy, lên đen luôn dùng nguyên. Cái này 55, 57 còn cái xuân đen hồi đầu là 52 đổ về thôi. Đang cho chị Miri Nguyễn là hết. Miri Nguyễn là hết. Nha. Cái caro này cho em lên hai cái caro này trước thì chị. Còn cái hai cái caro này. Còn hai cái caro này lên nót. Đem hết. Lên mã caro. 49.000. Đen em hết rồi. Cái này là quần ngố nhá. Quần ngố dùng nguyên nhá. Quần này qua gối. Con này là ngố qua ngố xung qua gối. Lên mã caro size 55. Ngố qua gối nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Caro cho chị Hồng Phụ. 49.000. Toàn bộ hàng xe rồi đấy. Nên là sỉ lẻ không chênh nhau nhiều đâu. Xong đến hồi kêu mệt lắm luôn. Toàn bộ chị em phải nhìn vô cái giá. Hồi lẽ ra là em sale đó. Con này xe nhỏ xe 50. Chút mã nhỏ luôn dùng nguyên nhé. Có 1 cái. Thôi mẹ. Hết caro nhé. Comment mã nhỏ. Ngố em hết thì chị Thiến nghe đòn. Lấy mã nhỏ có 1 cái. Chị nào lấy nhỏ 49 hay nhỏ 49. Quần riêng đùi cũng đẹp. Em cũng còn lẻ tẻ. Ngồi view ít quá. Em chả biết lấy cái gì. Nha chị nào lấy mã này lên mã nhỏ luôn dùng nguyên nhé. Ngố em hết rồi. Cái nào đơn đơn ngồi đánh lên luôn dùm em đi chị. Chị Ngân ơi. Chị Ngân. Cái nào có đơn ngồi đánh luôn cho em luôn nha. Nha chị nào lấy cái này lên luôn chung mã nhỏ. Cái này là nhỏ hết nè. Nhỏ nè. Comment lên mã này là mã nhỏ luôn dùng nguyên nhé. Đẹp hì. Cắt. Trời ơi. 49.000 thì nó quá rẻ luôn á chị ơi. Thật sự luôn ấy. Được nha. 48-50 chị em mà những con quần mà con xe 4. Chị nào mà thực sự có con. Con nhỏ hồi nãy thì da luôn. Chị em mình mà có con mà ví dụ 4 mấy ký. Con gái ví dụ như con ấy quá thì là thì thấy nha đồ. Thì là chị em mình cắt. Hoặc là nhỏ xám thì thấy nha đồ. Ống bo mà sợ gì nó dài. Này mà 49.000. Phải nó mềm cực luôn. Mấy chị em mình nhìn nè. Nhìn hàng luôn dùng nguyên nè. Mặn đây 49.000. Cái này còn lẻ nhỏ. Tiếng ra đồng một cái. Lên nhỏ màu này. Cho chị Hùng Phụng luôn. Cho chị Hùng Phụng luôn cái. Ống bo nhé. Ok. Cái này có 3 cái. Cái này có 3 cái. Cái này là size 52. Màu gạch ấy. Màu gạch size 52. Màu gạch này xe 52, chị nào lấy gạch lên gạch. Mà chị nào không lấy con chừa luôn ấy. Trên cái màu gạch này xe 52. Cái chị Trang Thanh cái, người màu 66 Trang Thanh cái. Cái chị Hà Hồng Nguyễn cái. Cái này xe 52 màu gạch. Không, cái này hàng của người lớn nhưng mà vì còn phôn nó nhỏ. Hà Hồng Nguyễn. Gạch cho chị Hoa Trần. Nhỏ xám còn. Nhỏ xám cho chị Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh.
cho chị kim yến vỏ nè, kim yến vỏ nữa chị. Kim yến vỏ. Cái này cho chị hoa trần. Hoa trần. Hoa trần gì bên. Rồi hai cái này quần bo, một cái màu đen và một cái màu reo. Hồi báo sao chị ở cái này 55 cái con vừa. Cái này không bo, cái này không bo, một cái bo và một cái không bo. Cái này sao 48 độ về màu đen. 48 độ về màu đen nhé. Mềm lắm. 48 độ về màu đen nhé. Chị nào lấy 48 đen lên 48 đen. 49k. Là cái nào không bo. Là toàn bộ là những cái này là em mẫu lại là em sale. Bo này cho chị Hồng Phụng. Bo này chị Hồng Phụng. Sale hết gọn kho. Con này quần giãn chéo. Quần giãn chéo size 50. Đang mãi giãn chéo 49k luôn size 50. Nè. Xinh chưa? Size 50. Màu đen cho. Còn một cái màu đen. Cho chị quý trọng một cái. Màu đen thì quý trọng. Được cái nhá. Trước cái chị quý trọng ở hồi chút sau rồi. Đây luôn dưỡng mã này. Màu đỏ đen. Cho chị thấy nha đòn. 49k hả chị? 49k hả? Chị nha đòn em sale luôn cho nó gọn. Đằng một giá khỏi cần phải hỏi giá cho nó gọn. Cái đủ sức rồi. Đủ sức này còn hai con. Đổi sức xung. Cái này đi chị em 46.55. 46.55. Rồi cái màu này đẹp. 46.55. 55-57. Đẹp này chị em mình. Đẹp hết rồi. Con này đi 46.000 chị em mình nhìn cái màu này. Mẹ, để lấy bút bay 2 lúc không? Giãn chéo hết rồi đúng không? Hết rồi chị ơi. Ui, con màu này nè chị em mình ơi. Quần xung, size 55-57. Con này là quần đuổi xước. Đuổi sức chị Giang Đoàn nó chọn màu giùm em, có một cái màu gạch và một cái màu này màu gì. Cái màu này nó dơ xíu rồi. Màu này nó dơ xíu rồi. Con này dơ xíu rồi chị ơi, mà 46.000. Màu gạch cho chị My Riêng Nguyễn. Cái màu này dơ xíu rồi chị ơi, màu này đang đẹp mà bị dơ xíu, chị nào lấy xuống. Không gì đằng sau nữa. Cái này em sale tặng luôn chị em mình 29.000 đi. Bị dơ nhá, lúc này chị em mình về giặt luôn dùng nguyên. Không. Này 29k chị phải lên màu cho em không biết có màu gì đi. Con này bị dơ, lên mãi dơ tặng 29. Dơ tặng 29 luôn, bán tặng 29k luôn. Rồi còn cái. Hình như đuổi xịn mình còn, xịn ống bo mình còn. Đợt trước về máy trong quần. Dơ chị Mary Nguyễn. Chị hai cái, từ từ. Đen nhỏ nuôi ngay. Rồi giờ hỏi là em không biết đi. Giờ hỏi là em không biết luôn ý. 49.000. Cái ti này. Đó mới hạ xuống kìa. Rồi nha, lên mã reo. Xe 55 đổ về để chị em chút đẹp. Phía sau toàn bộ lưng thun. Nha, quên 46.000 thôi. Lẹo. Đấy, toàn bộ cái này là xả rẻ hết rồi đó chị em mình. Làm sao thì chị em mình mua những con này giá 46.000 mà con lưỡi sức dài này. Đấy. Về mà đóng sỉ bao nhiêu mà còn rất mẫu lại là em sale hết. Đây cho TT. Cho mình hai cái khoác bé bao nhiêu ký chị ơi? 29 cho em thôi. Vậy lên đây mà ho là nguyên đuổi về đó nghe. Cảm ơn mã túi hộp. Em hết rồi, túi hộp size 52 đổ về. Con này là đuổi xước luôn, túi hộp 49 ơi quên lộn 46.000. Nha, comment mã túi hộp. Im lặng trật tự. 37 em hết rồi. Cái áo này không còn 37 ký. Im lặng con Nguyên bán hàng. Con này là thô mềm. Con này là dạng thô mềm nha chị em mình ơi. Nha, size 48 đổ về. Lên luôn dụng mã này là mã vàng. Thô mềm. Nha, túi hộp cho tội nghiệp hà. Vàng chị thấy nha đòn. Nó bị dơ rồi. Con này đang xinh mà bị dơ một xíu này. Vàng 49.000. Có cái đuổi xước là size 46 thôi. Con này đang xinh nha, cái này em sale luôn chị em mình. Thôi để hạ Nguyên mang luôn đi. Không, size nhỏ thôi chị Thu Ngăn Đặng Thị ơi. Cái nắng size còn size. Cái này mình còn có size L thôi nè. Size 32-35 ký rồi. Hết size XL rồi. Ok, ok chị Gia Hăng Ngô. Cái dơ hồi nãy á. Bỏ chị dơ Gia Hăng Ngô giặt được mà. Hồi xíu nè. Cái body á. Cái này 29.000 luôn. Còn bộ lửng mango. Hết rồi em ơi. Còn đùi mango. Đùi còn. À chưa lên cái bộ hành chim nữa kìa.
Cái hộp em hết rồi, cái này sale 29.000 bị chấm một xíu thôi. Mẹ cái nào hết mực mà. 35 cái cũng được chị. Cái này có một cái này, chị nào lấy cái này lên mã 29k. Cái này cũng được. Comment lên 29k luôn dùng luôn nhé. Cái này cũng một cái. Size 60. Con này size 60. Nha, 29 cho chị Hoa Trần. Nguyên mang là áo không? Im lặng con, im lặng của Nguyên bán hàng này. Cái này bị dơ cái đường này xíu này. Cái này em đi chị em 29.000, con này size to này. Nha, lên mã to 29 luôn dùng Nguyên nhé. Ai lấy mã to 29 chút lên luôn dùng Nguyên nghe chị em mình ơi. To 29.000. Nha. To 29 hết cái quần này chưa? À cái này hình như còn mấy tháng rồi nó kìa. Nè, cái này chắc là khách nhận nhiều con này rồi. 49.000. Sai chị em mình 55 57. Cô to chị nắng mùa hè. To cho nắng mùa hè. To là cái nọc. Ta bị dơ 29. Con này hình như là còn á chị. Em nhớ còn con này. Con này size 55, 57 thôi. Con này 49.000 nhé. 49.000 dạng lụi nhăn, lụi trượt. Răng ngồi sững sờ biết đấy vô. Lụi nhăn, lụi trượt. Rồi lên luôn chiếc này 39.000 luôn, size 55. Bèo. Rồi ok nhé. Ê, cái mới quần này. Cái này trong mới quần này thì ta em hết rồi. Bên này đứng kìa. Bê cho chị TT. Rồi, tiếp luôn dùng Nguyên 35 hà, xây lờ còn gì không ta? Coi cái áo mà áo 69.000 xây lờ còn cái kia Nguyên. Có kiểu gì bảo vệ à? Còn. Còn. Rồi lên luôn cho mã sung. Con này phun to phun 60 nhé. Đang muốn chín cho chị Tiên Phan. Ôi mấy con này không thể nào chị em mình đi ra ngồi mà mua dòng 49.000 được chị em mình ạ. Xoay 60. Vô mùa nắng mang những con này chị em mình mang pháo kiểu cũng được. Đen. Đen à. 49 màu gạch cho chị Ti Ti nè. Ti Ti nè. Rồi 49 màu gạch nè. 49 màu xanh vịt nè. 49 màu xanh nè. Cô Nguyên đang bán hàng, phải nhỏ, phải trật tự. Đấy, như hồi tối mà em Trang qua mà nói chuyện là cô Nguyên nạt em Trang luôn. Giỡn đâu. Nạt chứ đâu. Con này giống như là lụa trượt vậy. Lụa trượt ấy, đẹp lắm. Thiệt là gì ta? Cái này reo chứ, cho chị Hồng Phụng. Ti Ti. Cái này mã này em bán nhiều lắm rồi mà so ra nó giá quá rẻ. Rồi nhá màu gạch. Giống như là lụa nhăn chứ không phải lụa trượt, lụa nhăn, nhăn nhăn sơn. Cái này nhăn kiểu chứ không phải là nó nhăn rấm cho chị em mình thấy đâu. Nó sườn 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 ấy. Rồi nhá màu gạch. Lên luôn dùng mã gạch luôn dùng đi. Của Việt ở đâu ta? Gạch cho Ti Ti. Đây này cho chị, đây Hồng Phụng đây. Cái này cho chị Ti Ti này. Rồi nhá chị nào lấy gạch lên gạch này. Gạch này, hồi nãy con này từ đầu lai còn sót con. Mù nu. Nu 49.000. Không phải là đuổi, cái này nó mềm hơn đuổi nhiều. Nhưng mà không phải bị mỏng. Giống như là lụa trượt, lụa nhăn ấy. Nha, nè. Quay cận luôn chị em mình coi cái chắc. Đây, không phải đuổi nha. Nè. Thấy không chị em mình không phải là bị nhăn. Cái vải của nó như thế. Nô cho Ti Ti. Nô Ti Ti. Rồi con màu gạch. Hai con màu gạch. Nhá. Hai con màu gạch. Một cái màu nô cho chị Giang Đoàn. Nô cho chị Giang Đoàn. Làm sao mua con này với giá 49 chị em mình. À, chị Giang Đoàn. Giang Đoàn. Còn một cái màu rêu. Cái này chị Giang Đoàn. Cái này màu rêu. Đắp lại cho nó rộng. Chắc xíu cho nó nhăn. Hàng. May chằng may đè như thế này thì chị em mình thấy kỹ không? Nhìn kỹ hàng luôn dùng Nguyên này. Rồi màu reo. Reo này không phải ống sung nhá. Ống thường nhá. Hai con này ống thường thôi này, không phải sung nhá. Reo và màu hồng rút. Một reo một hồng rút, cái này ống thường thôi, ống nhỏ này cho thôi chị em mình. Nha. Reo luôn dùng này, cái này 60 chị em mình mang được. Reo cho chị Phan Lê. Phan Lê thích cũ không? Hello chị Thu Lê nhé. Rồi còn một cái màu hồng rút. Còn một cái hồng rút đây chị em mình nhìn đường tiêu mùa chữ luôn dùng Nguyên.
nhìn hàng luôn dùng nha. Hồng rút còn cái màu gạch ống nhỏ còn cái size 60 vô tư nha. 49.000 thì nó quá là rẻ nha chị em mình ơi nha. Còn một con màu màu gạch, một con màu hồng rút 49. Bé 30 từ từ, Hồng rút cho chị Kiều Dung. Hồng rút cho chị Kiều Dung. Con nào nãy hết rồi chị ơi, cho chị Hoàng Nguyễn con này. Hoàng Nguyễn con này. Hoàng Nguyễn con này. Con này hồi nãy em sale đầu đây. Em sale đầu lai mấy ta? 49 gì nè. Quần ngố. Quần ngố ống sớ nha. Con này là ngố ống sớ, chị nào lấy ngố ống sớ lên ngố ống sớ luôn dùng nguyên. Sớ nè. Quần nam em không? Quần nam Hồng rút em hết rồi. Cái này ống nhỏ, con này size nhỏ thôi. Cái này size chị em mình tầm 55 đổ về thôi. Đây mã đen nhỏ, đây chị em mình nhìn hàng. Đen nhỏ nè. Nha chị nào lấy đen nhỏ size 55 đổ về 49. Cái này lẻ la mệt quá. Đen nhỏ nhé, chị nào lấy đen nhỏ lên đen nhỏ. Tím thô. Tím thô dùng nguyên nhé. Chị nào lấy tím thô con này bán tặng cho em 39.000. Đen cho Huỳnh Thị Hình Thị Thu Hạnh. 49. Tím thô này sale 39.000 size 50. Size 50. Nha, chị nào lấy tím thô anh tím thô luôn dùng size 50. Con này tặng 39.000 luôn. Quần ống ba. Size 57 đen nhỏ hết rồi. Đen nhỏ hết rồi nhé. Con này là quần giống như là lụa hàng. Tím thô cho chị Kiều Dung. Kiều Dung. Tím thô đó chị đây. Kiều Dung. Đây này. Kiều Dung. 39.000 đen nhỏ em hết. Nha, con này size 55 nó vải, con này cân hề. Con này là lụa hàng ấy. Con này vải của nó là lụa hàng. Trên mã này là mã 39.000 ô đi, màu đi cũng được. Comment mã màu 39.000 luôn. Tím dơ con cái. Chút mã tím dơ. Chị nhìn em biết với chị. Em dị không lai không được luôn ấy. Nên mã tím dơ, cái này bị dơ xíu vậy em bị giặt dùng nguyên là size 55. Comment mã tím dơ luôn dùng nguyên 39.000 trang 5. 39.000 trang 5. Con này 55, lên mã tím dơ 29. Tím dơ tặng 29. Tím dơ 29 trong ít đùi ring nữa nghe Huyền. Bên cây đùi ring bên đó. Ờ. Soạn ra hàng cây ring mà cuối cùng chưa bữa nào lai hết. Cứ view ngày nào cũng như thế này, 2-3 ngày rồi đó. Tím dơ chị trang 5 luôn. Cọc bên đó là riêng đùi, bên cai này riêng dài. Riêng đùi. Tím dơ em hết rồi. Con này 46.000 đuổi xe 55. Con này đuổi xước này, xe 55, 46.000 nha chị em mình ơi. Xe 55 nhá. Đây này. Xe 55, chị nào lấy cái này đơn chung mã sung đen. Xe 55, tím dơ em hết rồi. Cái này 49.000, chị nào lấy sung lên sung. Comment mã sung dùng nguyên nhé. Chị nào lấy sung lên sung luôn dùng nguyên. Sung nha. Sung đen, sung đen, sung đen. Làm sao đảm bảo luôn dễ mình những con đuổi xước này mà quần ống sung này người ta bán dễ mình rẻ là 79.000. Nguyên nó là rẻ là 79.000. Nhá chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. 55 đổ về là chị em chứ ok. Lên mã này là mã sung đen. Quần này là dặn quần quần sớ ấy. Dưới gối một xíu. Nha, dưới gối một xíu. Rồi ok. Cái này là gì chị? Con này quần thô. Quần thô này, thô xanh này có một cái này. Phải thô mềm ống bo. Thô mềm ống bo. Size 52 đổ về. Lên mã caro. Thô mềm ống bo. Nha, thô mềm ống bo. Chị nào lấy thô mềm ống bo lên luôn dùng. Lên mã vàng. Đuổi xước 46.000. Ống nhỏ size 52. May kỹ lắm chị em mình. Toàn bộ là hàng may rất là kỹ luôn. Nha, lên mã vàng. Nha, chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên. Tôi xanh chị ti ti. Có cái đen là 60kg. Không có chị ơi, cái này em còn lẻ tẻ thôi. Em teo gọn hết đấy. Nha, lên mã vàng luôn dùng nguyên. Những cái hôm mà view ít như thế này là toàn bộ là em đi hàng lẻ hết. Caro em hết rồi. Hết caro nha. Lên mã vàng. Đen sung cho chị Huỳnh Thị Ngọc Dung. 49.000. Lên mã vàng luôn dùng nguyên. Hàng máy kỹ nhé chị em mình ơi. Hàng máy chân máy đàn. Vàng cái gì Thảo Nguyễn này, Thảo Nguyễn nào ta? Vàng cái tội nghiệp Hà Thảo Nguyễn, không biết Thảo Nguyễn nào. Thảo Nguyễn ơi lên thông tin nhé. Thảo Nguyễn. Cái này như nhau. Mã vàng cho chị Hà Nam ơi lên thông tin cho em đi.
Con này toàn 50. Ôi chị nào mà nhỏ con, trưa nay sang được hàng quần rẻ quá luôn ấy. Này. Cái này toàn diện miệt mọi khi mà chưa làm cho mình cái mua ở ngoài toàn gần trăm hết chị hay. Chị Nguyệt. Mấy bữa mua mấy con quần đây như ở ngoài chị. Lên là thấy mình bị hố nhiều đúng không? Quá nhiều. Lên mã bo có 3 cái nào mà size nhỏ thôi. Bốn cái bốn màu chứ. Cái này bốn cái đấm bốn màu. Size dành cho trẻ mà 50-52 là trẻ mình chỗ ok. Chị nào mà nhỏ con mua được những con này sướng quá trẻ mình thôi. Quân sale có hàng 4 à. Màu gì? Màu này hả? Chị Thu Ngân Đặng Thị này. Thu Ngân Đặng Thị này. Rồi còn màu cam, màu kem, màu rêu. Kem cho chị Hà Hồng Nguyễn này. Hà Hồng Nguyễn nó 49 nè. Thu Ngân Đặng Thị. Rồi nhá, còn bo rêu và bo màu gạch được hai con nữa thôi. Bo màu rêu và bo màu gạch 49.000 bo rêu cho chị Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh. Hồi xong làm đơn gấp lại cho nó gọn gọn xinh. Chứ không cuộn 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 là nó mất giá trị con quần lắm, còn một con màu gạch. Còn một con màu gạch. Nha, chị nào lấy màu gạch. Lên gạch chị nào mà ví dụ như có con trai lớn ấy. Con trai không phải là lớn nhưng mà tầm 40 mấy ký á. Phát cho nó những con này cũng mang được. Cũng mang được. Màu gạch có một con. Như cỡ tặng người Dương Nguyên là mang những con này vì đẹp luôn. Đấy, màu gạch có một con. Chị nào lấy gạch lên gạch lên dùng em nhé. Quần à, trời ơi. Màu gạch đấy cho chị tội nghiệp Hà. Này, này phải hàng này ở ngoài người ta bán cho chị em mình cả tiền trăm không? Này chị em mình nhìn chắc này. Nhìn chắc này. Con mấy cái? Size 60 nhé, 6 cái. Cái này là size 60 nha chị em mình ơi. Dạng quần ống sung, quần dập ly nè. Quần dập ly những con này còn hot. Mà sale rồi. Quần dập ly này còn hot nè, chị em mình chắc 49.000 luôn đi. Lên mã dập ly luôn dùng nguyên nhé. Cái này mang báo từ rất tốt cũng đẹp. Lên mã này mã dập ly hồng. Màu hồng rút, hồng rút. Cho chị Ti Ti hai cái. Ti Ti hai cái. Màu này hồng rút ấy, chứ không phải là màu đen. Thế cái dây điện. Dây điện ra. Dây điện thế nào? Giờ á. Đang sạc chị sạc cái mô. Cái này. Ý là cái dây điện giờ á, không biết nữa tình ngu để ra. Cho chị Hồng Phụng. Cho chị Hồng Phụng. Đẹp lắm. Con này vải bao đã chị em mình nhìn cái độ nhún nhũn của nó. Mềm nhũn luôn. Cho chị Nguyễn Dung. Nguyễn Dung 49.000 nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Phải thôi rồi sướng luôn á chị em mình. Nặng trịch cái con quần nha. Chị nào lấy cái này lên mạng dập ly luôn dùng nguyên. Cho chị Phúc Minh. Phúc Minh 49.000. Rồi còn hai con. Chị nào lấy dập ly lên dập ly. Rồi ok. Có màu đen à. Đen có 3 con. Dập ly đen có 3 con. Chị nào lấy dập ly đen lên dập ly đen. Làm sao mà mua được giá này? Tại vì nguyên còn lẻ tẻ là nguyên sale hết. Thì chị em mà nhìn con quần. Dập ly màu đen nhá. Size 60 vô tư. 62 vô tư. Nha, chị nào lấy cái này đây mãi dập ly màu đen. Dập ly màu đen. Đen nhá. Cho chị Linh Nguyễn. Hai cái, hai màu đi. Linh Nguyễn hai cái hai màu. Linh Nguyễn. À, Linh Nguyễn hai cái hai màu. Rồi, à, còn đen cho chị Hồng Phúc. À quên, cho chị Ti Ti hết dập đi đen. Một cái xám mà. Có một cái màu xám. Có một cái màu xám thôi. Nha, có một cái màu xám duy nhất. Chị nào lấy xám lấy xám. 49.000 hết đen luôn chị ơi. Có một cái màu xám nhé. Cái nào không có size nhỏ chị ơi. Lên luôn dùng cái này. Cái nào hàng free size mà. Cái đó là hàng free size. Đây còn một cái dài. Thế cho chị Phúc Minh. Xám chị VT. Hắn quá rẻ. Những cái lúc mình xe hàng lẻ này quá rẻ luôn chị ơi. Gì con? Đi vô sao không có mẹ biết. Mới lại dài cho mẹ. Chứ cho các mẹ ăn câu. Không. Thôi im lặng. Thanh niên nghiêm túc chị chiên trời. Lên luôn dùng nguyên cái này. Còn em mã hoa cúc C55. Hoa cúc C55 theo toàn bộ. Theo toàn bộ hai bên phối lưới. Lên mã hoa cúc.
hết hết rồi chị ơi. Con này em đi chị em 46.000. Đuổi là em đi chị em 46.000. Nha, chị nào lấy hoa cúc tên hoa cúc luôn dùng đi. Comment hoa cúc size 55, quần ống bo reo túi hộp này size 50-52 hồi nãy. Sáng em hết rồi, size 50, chút 50 đi. Nha, lên mã túi hộp màu tím, ơ quên lộn, màu reo. 46.000 túi hộp. Nha, chị nào lấy túi hộp lên túi hộp và chị nào lấy hoa cúc, comment lên hoa cúc luôn dùng đi nhé. Comment lên hoa cúc. Nha, túi hộp và hoa cúc. Rồi em lên trẻ mình ít tinh xung, ơ quên lộn. Tinh đùi. Hoa cúc cho chị Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh. Chưa nghe đọc mà thấy họ chút rồi. Mạng mới đi chán lắm. Túi hộp này có hai cái. Túi hộp cho chị Mary Nguyễn. Rồi còn một cái màu gạch gạch. 46.000 nha chị. 46.000. Mà view ít đó. 46.000. Nha, còn một túi hộp màu gạch. Hết cho hết quần này cho chị. Màu đen đây và hàng chị đây. Còn một túi hộp, các chị nào lấy túi hộp lên túi hộp. Túi hộp đen. Còn túi hộp màu đen size 50-52. Có ring đùi nam ạ. À. Không phải là ring đùi mà ring ngố. Ring ngố có, ring lỡ. Ring lỡ nam có đó. Chị nào lấy túi hộp đen lên túi hộp đen luôn dùng nguyên. Nhá, lên mã túi hộp đen. Áo khoác em lên rồi. Ôi trời ơi. Áo khoác em đã lên rồi cho chị Dung Dương Thị Phương. Dung Dương Thị Phương Admon. Admon. Có một con xe S, hai con xe M, túi hộp màu đen cho Giang Đoàn Ngô Xí. Giang Đoàn của ai vậy? Ngô Xí. Ngọc Trần, Ngốc Trần. Ngọc Trần, cái này khác Ngốc Trần đúng không? Ngọc Trần không giấu. Túi hộp nha. Không giấu. Ngọc không giấu. Ngọc không giấu, Trần không giấu. Trời ơi. Còn không? Ngô Xuyến có chưa? Giang Đoàn có chưa? Giang Đoàn có rồi, còn một cái. Hà Hồng Nguyễn có không? Không có à? Hết nhé. Vui đẹp lắm chị em ơi. Cái này có một cái CS thôi. Một cái CS. Thử cái độ giãn con này phát kìa. Cái này có 2 ri nhưng mà có một cái size S, 2 size M, 2 size L. Thử cái độ giãn giùm em con này. Thử cái mông mông 104 luôn cho dễ mình xem cho nó ok, cho nó chuẩn. Con này đẹp lắm chị em ơi. Lên nhanh nha. Này xịn sò luôn. Size S một cái, hai cái size M. S này vô tư chị em mình 52 này. Nha, em thử con này thì thử maximum chị em mình 62 cái để bông trang được không? Size L. Vô tư luôn, một chút đến 60 thôi. Cho nó thông thả. Ui trời ơi, đẹp. Cái này em đi chị em mình 65.000 luôn. Nha, hai cái size L, chút đến 60 nha. Con này gọi là giờ là gọi là hàng hiếm ấy. Size S chị em mình có một cái size S cho chị em mình 52 đổ về, size M cho chị em mình 55, L cho chị Huỳnh Thị Thị Hạnh, S cho chị Hà Thị Huỳnh. L này hình thì hạnh nha. Còn xây M 5557. Xây L luôn cho chị Tuyết Nguyễn hết xây L này. Rồi nè, còn hai cái xây M. Còn hai cái xây M thôi, xe S rồi chị. Xe S cho chị Hà Thị Huỳnh. Cách cho Hà Thị Huỳnh. Hà Thị Huỳnh. Rồi còn xây M thôi. Xây 5557 đổi về là chị em chút đẹp giãn sướng luôn. Lưng cao. Hà Thị Huỳnh. Còn size M thôi, còn hai cái size M nhá. Chị nào lấy M lên M luôn dùng nguyên nhá. 51 hơi bị rộng rồi chị ơi. Size M hơi bị rộng rồi. Hết size L rồi chị thấy ơi. Chuyển size M, còn hai cái size M nhá. Đấy, bây giờ view mà X mà lên hàng ri là như thế này đây. Một ri còn lại size, ri còn lại size. Chị nào lấy M lên M luôn dùng nguyên với. M chị Thương Trung Minh. Ok Thương Trung Minh. Còn con size M tắt luôn cho em luôn với cho nó đi theo bài chị ạ. Nha. Cái này như trả như phân rồi mà. Thế máy. Máy từ từ đừng có vứt hết lên. Thì phân quay đầu rồi đó. 2S nè. Đừng có vứt hết luôn. 2S 3M 1L cho cái mã này.
lên mã xanh luôn, dùng đi, xanh tước đẹp lắm luôn. Đây thử chị em mình nhìn cái phông quần cầm như thế này, chị em mình đủ thấy xịn rồi. Còn size M đấy, còn cái size M chị nào phát phát nát luôn dùng nguyên nhé. Rồi nhá, lên mã xanh, xanh S M L nha, ba size. Xanh S M L ba size, em chốt đến 60kg nha chị em mình ơi. Chốt đến 60 nha. Tại cái quần nó hơi bị ấy bên cái phần like kìa. Lên mã xanh luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Xanh, 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 xanh. Comment lên xanh luôn dùng nguyên nhé, cắt thôi con này luôn đi. Xanh 3 size SML nhé. Size 6 đến 60kg và chị em mình chốt ok luôn dùng nguyên nhé. Lên luôn dùng mã xanh luôn dùng nguyên. Có Thương Thái mà coi để đóng luôn hết cho khách, rồi tối nay Thương Thái sao. Thương Thái về còn thích lắm. Nha chị nào lấy xanh lên xanh rồi ráng like tới 3 giờ nhưng mà video trắng quá. Nào cắt được. Nha chị nào lấy xanh lên xanh chị em mình nhìn form, tại vì muốn mang hai cái quần ấy. Nha chị nào lấy lại mã này lên chung mã xanh kèm size. Xanh kèm size. Nhá. Xanh kèm size 65.000 một con. Đi đâu hết rồi chị em mình ơi, chấm chấm lên phát nè. Lai đẹp được đến 3 giờ chứ. Máy này thì giờ còn lai cái gì? Lai cái quần caro xanh. Xanh sẽ lợi Tuyết Nguyễn. Xanh sẽ lợi cho Tuyết Nguyễn. Rồi nhá, chị nào lấy xanh luôn dùng nguyên nhá. Xanh, 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 lên nữa không? Chắc là đừng thôi 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 nguyên cái này đi chị ạ. Thật giờ không biết lên cái gì, cho lên cái mới hàng lẻ đi, sale mới hàng lẻ đi đi. Cái này bán tặng luôn, cái này cho bé. Cái này cho bé luôn, bán tặng luôn. Cái này hàng xót tặng. Xe 37, 35, 37, comment lên 0 đồng. Cái này hơi bị ấy cái phần like. Nhá, lên mã 0 đồng, mạnh giặt quá. Lên mã 0 đồng nha. Chị nào lấy 0 đồng lên 0 đồng luôn dùng đi. Quần này là riêng cho chị Hà đổ. Xanh xanh có một giá sao rồi dính rồi. Hết lời điện trang rồi. Xây mờ cho chị Trang Thanh chưa? Trang Thanh 0 đồng cho chị Thanh Hằng có đơn. Thanh Hằng có đơn. Xây 48 quần ngố. Cái này tặng 29.000 đi. Size 48 có tông nhé, cái này có tông chứ không phải là u mì. Con này bán tặng, con này hơi bị dơ cái phần này chút. Dơ cái phần lai xíu. Lên mã hoa cúc. Hoa cúc size 48 50. Nha, lên mã hoa cúc hơi bị bạc phần này, lên mã 0 đồng luôn. 48 50. Nha, lên mã 0 đồng hoa cúc luôn. Thì nào lấy không? Xóa một con quần sung này. 49.000 con này còn xóa một con size 60. Lên mã đen sung size 60. Đen này đen sung nhưng mà dạng quần của nó là quần ngố nhé. 29 cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Nguyễn Thị Bích Thiệp. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên. Cho chị Hà đổ. Không cho chị Hà đổ. Không cho Hà đổ. Chia sẻ lên luôn giùm em đi chị em mình ơi. Nha, con này lên luôn cho này 46.000 túi hộp. Màu đen sung cho Ánh Trinh. Ánh Trinh 49.000. Cái này 46.000. Lên mã túi hộp nhé. Comment mã túi hộp luôn dùng nguyên. Chúc lên mã túi hộp luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy túi hộp lên mã túi hộp luôn dùng nguyên. Hoa cúc em hết nha. Comment lên mã túi hộp. Ai lấy túi hộp lên túi hộp nhé. Chị chuyển qua, chị ngồi bên này phát đi chị. Chị ngồi bên này xíu đi, cho em lên mấy cái lẻ này đi. Bán như dưới tiếp này đi ra đi ra. Đi cái mới hàng lẻ này bán tặng đi cho nó gọn cái mới này. Cái này của sĩ này. Cái này của sĩ rồi. Con này của sĩ rồi. Hàng rẻ. Tặng 29.000 là tối lên rồi. Tặng 29.000 luôn. Tặng 29.000 con này Boris. Tặng 29.000 cổ này.
Chị nào lấy 29 nghìn cổ lên luôn dùng đi nha. Em đi chị em mình đi hàng lẻ này nhé. Tắt cái like bên này chị em mình chuyển qua một like đi chị em mình nhé. Tiêu ít quá. Chị em mình chuyển qua cái like sau nhé. Nha chị em mình bên máy này chuyển qua cái like sau giùm em. Chị đứng hồi nãy giờ bên này 31 view. Đứng hồi 31 view luôn. Lấy bớt cái điện thoại này chốt đơn này chị. À, chính cho chị Nguyễn Thị Bích Thiệp. Rút cái này giùm em chị, rút cái này giùm em. 29 còn cái, chị nào lấy 29 lên 29 luôn dùng nguyên nhé. Comment lên 29k luôn dùng nguyên. Rồi còn 129, bỏ chị Nguyễn Thị Bích Thiệp một cái này, còn hàng còn cái này. Nha, lên mã 29k luôn dùng nguyên nhé chị em mình nhé. Chắc mã 29, à còn mấy cao cũng. Áo này hết rồi phải Huyền? Áo này hết rồi đúng không? Còn từ này cái. Lên mã này là mã tặng 16.000. Nha, áo 4 nhưng mà hàng này là dạng hàng găng ấy. Dạng găng nhá. Lên mã 4, 16k, có từ này coi, sót lại. Dạng hàng găng găng chứ không phải boris nhá. 16k, size 55. Crop top à, giờ em không biết là phương trời nào nha. 16k, chia sẻ đi chị em mình. Cái này chốt chia sẻ lên luôn dùng em đi nha. Cái này chốt cho chị nào chia sẻ đi, 16k một con. Lên cho chị nào chia sẻ nhé. Comment mã này là mã 416k. 416k chốt cho chị nào chia sẻ còn mấy con. Nha chị nào lấy 4 lên 4, cái này em có một cái. Này hàng này hàng 70.000. Lên mã này là mã nắp, hình như cái bao nó bao bé nè. Bao bộ bé nè. Không chịu thôi cái bao này. Kéo cái bao đi. Rồi lên luôn dùng cái này nắp đi. Cái này bán tặng luôn cho dễ mình luôn. 35k. Con này đuổi lụa nhé, xây 60. Xây 60. Xe lít tiếp lắm. Ring size 29, con này là thường bán bao nhiêu tiền ta? To. Chiếc nữ chưa về thêm chị ơi, cái này size 29 nha. Chị nào hay lấy size 29 lên size 29 luôn dùng em size chị em mình 89 nghìn luôn. Con này sale 89 nghìn nốt nha. Lên luôn dùng mã này mã 2989, em đi nhanh này. Con này lên mã legging. Legging U10, size 48 đổ về, cái này bán tặng 49k luôn. Comment mã legging luôn dùng nguyên nhé. Chúc mã legging luôn dùng nguyên. 16.4 cho chị Phi lên. 16.4 cho chị Phi lên. Cho chị Phi lên. Phi lên 16. Nha, rồi lên xuống mã legging luôn dùng đi. Em đi luôn chị em mình con này luôn. À, mẹ mới nói bao nhiêu tiền? 49.000. Cái này là mì hàn. Con này nhớ luôn dùng mì hàn. Theo nó 49.000. Comment mã chăn váy luôn dùng nguyên size 52, 63.000. Chăn váy mì, à quên lộn, chăn váy riêng, con nó bỏ riêng đây chị. Chăn váy riêng nhá. Size này kiểm tra lại dùm em cái xong cái gửi file nha chị. 63.000 chăn váy riêng. Ui, con này hôm bữa bao nhiêu tiền ta, sale mấy tiền ta. 63.000 luôn đúng không? Bộ này là size trẻ mình có thể mua về cho mẹ tầm khoảng 60kg. Nha, bộ này là bộ lụa. Con này chị coi xử lý được không? Thôi bỏ riêng chị, bỏ ra đi chị. Bỏ ra đi. Hàng nó đi nhập giá cực kỳ cao luôn. Màu trắng nó lên dơ. Cái này em sale luôn cho chị em mình là 63.000. Bộ này mang lên bao sang luôn. 63.000 luôn đi. 63.000 đúng không? 63.000. Size 60-62. Size 60-62 có một bộ màu vàng, một bộ màu hồng. Sót lại. Hàng sót to. Đấy. Cách riêng cho chị Giang Phan ở đây ta. Giang Phan khác à. Giang Phan ơi, lên thông tin cho em đi chị ơi. Chị ơi, chị Thúy ơi, chọn màu cho em. 49.000. Chị Thúy chọn màu cho em cái này đi chị, anh 39.000 hàng găng. Giang Phan khác à. Giang Phan không hình đại diện, lên thông tin cho em đi. Rồi nha, cái này em đi chị, anh 39.000 nè. Lên mã găng 39 không dùng con có 49.000. Chị Thúy lên cho em cái màu vàng. Vàng cho chị Thúy Nguyễn. Vàng chị Thúy Nguyễn 63.000. Rồi nhá, còn hồng thôi, còn hồng thôi chị Huỳnh nở. Còn hồng thôi nhá. Con này em đi chị em 39.000, cái này chị em mình tầm khoảng 52 đổ về chị em mình mang đây.
52 đổ về mang rồi. Chị Giang Phan ơi, lên thông tin cho em đi đã nha. Con này dòng đuổi lụa này. Con này thôi, khỏi phải bàn nhé. 39 này luôn, size 60. Con hồng nha. Con hồng. Còn lại hai bộ màu hồng. Rồi nhá, lên cho mã này là mã chữ hồng này, chữ trắng này, chữ màu nâu này, 39.000 nhá. Chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng đi. Lên mã bộ lụa màu đỏ luôn, những cái bộ này lên cực sang. Size 60. Size 60 cái này cột chung lại có. Lấy hồng cho chị Huỳnh Thị Nở. Huỳnh Thị Nở 63. Ok chị Giang Phan, Huỳnh Thị Nở 63. Rồi nhá, lên chung mã đỏ 63.000 luôn. Tại ông ta phải mình xây 63.000 không sợ. Chữ hồng chị Thảo Nguyễn đó chị. Này 63, 83. Bộ chị đó. Ừ bộ. Chữ hồng đó. Chữ hồng đó. Bán hồi nhiều 3, quá lẹo giá. 39.000. Đồ đỏ chị Mê Tuy Nguyễn. Thảo Nguyễn không giáo nha. Thảo Nguyễn không giáo. Thảo Nguyễn nào, Thảo Nguyễn nào gì nè. Cái này cho chị Mê Tuy Nguyễn. À, 55 ký không có chị ơi. Xem mã chữ xanh 39.000 nha. Comment lên mã chữ xanh 39 nè. Có 1 cái nha, chị nào lấy chữ xanh 39 chút lên luôn dùng đi. Còn một bộ lụa hồng nhá, chữ xanh. Chữ xanh 39, còn một bộ lụa hồng. Chị nào lấy lụa hồng lên lụa hồng luôn dùng đi nhá. Bộ công ty 125. Đỏ hết rồi chị Hoa Văn. Cái này nhớ không, bữa có khách chốt rồi mà ta. Xây 60 này. Bộ này bộ công ty, hàng này hàng 199.000 đấy. Cái này em sale luôn chị em ơi, 125. Chữ xanh chị Thương Chu Minh 39. Cái này là hàng một, cái này bảo bí bông trang được luôn. Của kiểu của nó là Barbie doll, hàng này hàng 199.000. Này sừng sào như vậy em nhé. Em đi. Lụa hồng cho chị Yến Nhi. Chị kêu anh đó chứ chị. Kêu rồi mà không chưa like nên nó không hiếu rồi đó, ông đi ngân hàng gì đúng rồi. Đúng rồi. Chú em ngủ bên ngoài nữa. Đau đầu ngủ không được, đau đầu luôn ấy. Cái này công sở này. Xe 52. Cái này em đi chị em 79. Con này đẹp lắm. Xe 52 đổ về nha. Em đi luôn chị em 79. Chứ mà công sở xe 52 đổ về là chị em mình lên ok luôn dùng nha. Hàng này hàng shop nó đi cho chị em mình hỏng dưới 150 một con. Shop đi không dưới 150 nha. Lụa hồng em hết rồi. Hết lụa hồng rồi. Lên mã công sở size 52 đổ về là chốt đẹp. Em đi luôn trẻ mình con này với giá là 79.000 nha, công sở. Bộ này em sale mấy tiền ta? Size 55, 57. 55, 57. Bộ này đi 79.000. 79.000 nha. Lên luôn cho mã bèo. 55, 57. Bộ này là bộ lụa siêu nhẹ. Không, không phải lụa siêu nhẹ, lụa hàng trao. Công sở cho chị Ngọc Trần không gió. Ngọc Trần không gió. 79.000. Rồi nhá, lên luôn chung mã này là mã bèo. Xe 55, 57. Cái này đi chị em mình à. Nó vừa nói xong bao nhiêu tiền ta? 79.000. Bộ này em đi chị em mình 79.000 luôn. Lụa hàng trao. Thảo Nguyễn bộ này đi 79 hay 89 hay gì này. Lụa hàng trao. Công sở hàng hàng em hàng MV này. Công sở hàng MV size gì đây? CS, size 50. Size 50 đổ về, cái này đi chị em mình 63.000. Hàng này nó bán toàn là 135, 155 hết này chị em mình. Lên mã áo kiểu. Áo kiểu công sở, sót lại con. Nha. À, xong cái mớ hàng xã nó cho em vô bao cam luôn chị, để lên luôn. Cái bộ bò này, lụa hàng trao chị Thảo Nguyễn không giấu. Thảo Nguyễn khác nữa nè. Cái này là Thảo Nguyễn khác nữa. 79 đó mà. Trời ơi, Thảo Nguyễn mua đây. Có, à, từ từ. Thảo Nguyễn đây là Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn ơi, lên cho em Thảo Nguyễn sau đi. Thấy. Hồi nãy là Thảo Nguyễn nhiều người, ghi Thảo Nguyễn một người. Trời, Thảo Nguyễn một người hả? Còn Thảo Nguyễn không giấu. Cái này là bộ bao nhiêu tiền ta? Bộ này là bộ 85.000 đúng không? Bị dơ một xíu. Cái này chị em về giặt nhé. Cái này chị em mình về giặt nhé. Size 60. Con này là chất cốt trong tàu. Cái này em sale luôn chị em mình là 65.000. Chị em mình về giặt dùng nguyên nha. Dơ một xíu thôi cũng không ảnh hưởng lắm. Về giặt dùng nguyên nhé. Bộ này đẹp này. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mãi dơ. Comment lên dơ luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy dơ lên dơ luôn dùng nguyên toàn bộ. Cái này lên luôn cho mãi này, mã xịn 69.000. Con này 69.000. Xây 60 lên mã đá.
bò cho chị người tình trong năm. Nãy em sale giá mấy? Kèm luôn cái giá luôn cho em nha. Em ưng giá nào em đọc giá đó đó. Đây mã này là mã xịn size 60, đá xịn 69.000. 69.000 nhé. Đá xịn cái này bỏ riêng cho chị. Đừng có bỏ chung cho hàng lẻ. Rồi lên mã công sở size 52, 79.000. Cái này dòng lụa trượt. Lụa trượt nhá. Lên mã công sở size 52, 79.000, lụa trượt nhá. Comment công sở luôn dùng đi, 79.000. Của bé à? Có đủ bộ không? 79.000 nhá. Chị nào lấy công sở lụa trượt lên luôn dùng đi. Bộ 85. Bộ 85. Ôi bộ này cưng nè, chị em mình ơi. Nè, hàng của nó là 159.000 bộ này. Lên mã này nách vàng 85.000, size 60. Size 60 62. À bị dơ xíu đây nè. Đây này cái này chị em mình về giặt. À chứ nghĩ rằng cái này còn được. Đây này cái này bị dơ xíu, bị chấm xíu giống như mực đỏ ấy. Đây này. Chấm xíu nhá. Cái này em đi chị em mình 65.000 luôn, lên mã vàng nách. Hàng 159.000, bộ này cưng lắm. Bị dơ xíu phần mông chị em mình về giặt dùng nguyên. Nha, lên mã vàng dơ 65.000. Bộ này là hàng bé, hàng kit mua 69.000. Nhá chị Miri Nguyễn nhá, cái này bị dơ xíu áo bách ca. 65.000. Bộ này xe cho bé nhà mình 32kg nè. Ôi, à, 32kg bộ này. Nha, lên luôn cho 69.000 hàng kit moon. Bộ này cưng. Bộ này cưng. Xe 32kg, lên mã bé xe 32kg. 69.000 32kg nè. Dơ em hết rồi. Bé xe 32 nè. Bé xe 30. Tao sót lại mấy bộ này trong trong cái này họ treo lên cho nó thẳng nhờ trong cái hàng lẻ này. Hàng thích mua nhá, xây 32, xây 30 đấy, là xây gì đây, xây 35. Bộ này đẹp lắm này, chị em mình đừng có lăn tăn. Xây 35, xây 35 nhá, chị nào lấy 35 lên 35kg luôn dùng nguyên. Những bộ này không cần phải lăn tăn nha chị em mình, toàn hàng trăm mấy nghìn một bộ cơ mà. Hàng giá của nó là 169.000. Xe 30, 32, 35, toàn ghi to nữa mới sướng chứ. 35. Chị nào lấy bé, thế? Nha, chị nào lấy này lên bé, cái này để treo lên. Cái bộ chi cho ai dán cho này chủ dế hết, xe gì? Cái này là hàng 165 đúng không? Xe L, xe 57 đổ về. Chị Nguyên Minh này là Nguyên Minh Nguyễn Huy Tưởng hả gì? Hay là Nguyên Minh Nam Định? Nặng đúng không? Cái bộ này xe 55 hồi nãy còn 30 cho chị Nguyên Minh là nặng 30 ok nè. 69.000 à quên, bước qua bên này. Cái hàng này 165 nè. Cái này xe nó luôn chị em là 125 nhé, xe 57. Con này thì bao xinh rồi. Con này bao xinh rồi. Cái này chưa cắt khuy nhé, chứ không phải là chị em mình tưởng ngồi chặt tưởng bung bung nó mất đâu. Và làm cho thương Chu Minh. Làm cho thương Chu Minh. 69.000. Chị cởi hẳn cái quần này ra chị em mình chưa ngồi không? Không cài khuy nữa. Con này đẹp lắm luôn. Cái này con cái chị em mình mang vô kia. Vô thì Thanh Tuyền luôn, 125 luôn. Bộ nào nãy sale 55.000 mà sale 60.000, bộ này đẹp lắm. Lên mã vàng, bộ vàng nhé. Còn mấy lên mã bộ vàng luôn. Xong rồi đây nhé. Phải hết nha. Đây mua cái gì nữa. Còn thì đánh mua thêm. Còn thì đánh mua thêm. Bộ này lên luôn dùng nguyên mã này là mã 55.000. Bộ này hồi nãy mới vừa lên xong đó. Bộ này chắc đẹp lắm. Này. Mai chằng mai đầy kỹ size 60. Bộ 55. Chị nào lấy bộ 55. Comment mã bộ 55 giúp Nguyên nhé. Bộ 55. Bộ bé. Bộ này là hàng 89 của Nguyên nè. Size 14 nè. Bộ này là 89 size 14. Chị Nguyệt ơi, cho em luôn cái bao mà hàng xả kìa. Tấm vô cái bao cam ra luôn cho em đi, xả luôn cho nó gọn. Bộ vàng cái gì? Giang Pha. Giang Pha Quảng Nam. Nhiều đó hả? Ngày hôm qua xả không? 55. Trời ơi, đây nè, cho đây, cho qua đây.
Này chị em mình nhìn chút đơn. Nhìn chút đơn. Nhìn chút đơn này. Đấy, xả đó. Đây này, như cái bà chị này nè, hàng này không có chút. Bộ này mà kêu hàng mặt nhăn. Mặt nhăn, da. Cái này em sale chị em mình 69.000 luôn. Bộ này hàng kit mun nhá. Hàng kit mun. Mười chín ca cũng sợ thảo làm, bốn thảo làm. Cái này tặng 19k. Cái này chị em mình ấy ưng thì là thêm một cái lớp lót ở trong. Nhá, size này size S, size 50-52 độ về. Cái này mang lên chị em mình mới thấy form được. Nó nhún đẹp lắm. Cái này em bán tặng 19k, váy tặng 19k. Nha, comment lên mã váy tặng 19k luôn dùm em nhé. Bộ vàng em hết nhá. Váy 19, chị nào lấy váy 19 chút lên. Váy 19 còn không? Cái áo bé không có quần hả ta? Xây to lắm. Con này xây to lắm. Xây này gần 50. Em bán tặng con này luôn, 39.000 luôn. Váy cho chị Hương Uyên. Hương Uyên đi, hồi nãy có đơn rồi đúng không? Ừ. Hương Uyên. Hương Uyên 75.000. Con này đâu còn giá xe. Một cái màu này đẹp. Bao nhiêu tuổi mà nghĩ cái màu này mà lỗi già. Em không hiểu luôn. Áo khoác em lên rồi. Ủa 19k rồi mà. Size 55-57kg nha. Em đem luôn chị em mình bộ này 75.000. Áo 39 gì tội nghiệp hà. Bộ caro cho chị nhìn lên nữa. Cái kiểu là mua một cái sợ tốn tiền ship đó là vì lý do này. Tội nghiệp hà 39. Cái này cho chị Hiền Lê Nguyễn. Hiền Lê Nguyễn. Phải nhúng em hết. Hàng này cho bé dưới 4 tuổi nha. Hàng này 35.000 một cái. 35.000 một cái nha. Hàng này là hàng công ty. Cái này em đi luôn trẻ mình luôn. 30.000 hai cái luôn. Thế cái mã khẩu trang bé 30.000 hai cái luôn. Chị nào lấy khẩu trang bé comment lên mã khẩu trang bé 30.000 hai cái nhé. Ôi chị đi ráng mới rồi xong thế hai cỏ này nè. Tự nhiên chốt xong cái xả đi ra. Có lý do chưa? Mệt nghỉ luôn ấy. Trả muốn like luôn. 29.000. Mua xong cái ưng xả. Cũng đâu có bắt chị em mình đâu. Nhiều khi người ta chốt không có. Chốt cho đã xong cái đến lúc xả xả. Con này 29.000 luôn. Bra này có dai, có mốt với dẻo mà nó size đến 60. Cái đơn này mới. Con ơi, nhỏ xíu con. Nhỏ lạ. Cho ra chấm trên. Mập vô trong cái này ba cái hồi nãy chỗ con ngủ ấy. Vô lên làm coi. Làm cho coi cho nó đưa nó sướng. Con này sale 49.000, con này lên form đẹp lắm. Hàng này chị em mình đi ra shop mua không dưới 150.000 một con. Lên mã nhũ luôn dùng nguyên sale 49. Con này mới lên lúc tối. Cái này kêu máy thì 49.000 nè. Quần này thì giống cái quần đang mang. Quần này quần cốt tông. Cái này em đi chị em 40.000 luôn. Con này là cốt tông nha chị em mình. 40.000 cái này khóa kéo sau. Sau 52 đổ về là chị em mình chút đẹp. 40.000 luôn. Chút mã quần 40 nhé. Quần 40 chị nào lấy quần 40 hai cái bao nó cũng bằng lẻ luôn cho. Quần 40 chị em mình nhé. Phải thật cho nó sale. Cái này giờ sale ngồi bắt cái này hàng mất cái cọc lông. Áo bách ca này. Nhưng mà giờ không có cái cục lông. Trời ơi. Hàng này có chỗ người ta bán cho vậy em tiền 600. Nhủ cho hình thì nở. Nhủ hình thì nở. Nhủ đây nè. Nhủ hình như còn 49 đó mà. 49 nhũ nó còn màu nu ấy. Áo bách ca nhá, con này xịn sò hàng có chỗ người ta bán cho em tiền 600.000 một con. Thì nở nè. Rẻ là 470-480.000 con.
nha. Áo bách ca size to, size 60. Nhưng mà mắc cái mũ, mắc cái mũ hàng này em đang đi là 370 rồi. 370 đúng không? Nhũ coi còn màu này em đây. Nha, lên mã này, mã bách ca to bự size 60, 62kg. Còn em mã này là mã 300 luôn đi. 300. Không đi đâu đụng hàng giá 300, giá hàng 3 là đã khó rồi. Nha, lên mã bách ca này là xịn sò luôn. Chị nào lấy bách ca, em tiếp, em xem mà em tiếp đây. Này mắc cái chùm lông, lông mũ. Nha, đi mã này lên mã 300, xịn sò. Không thấy. Đâu thấy lông đâu. Chị không thấy lông luôn á. Không thấy lông ở đâu hết. Không thấy cái nông của nó ở đâu cả. Vũ này này, chị Giang Phan với chị Hà Phạm Thị lấy chút này. Vũ vàng kiểu này này. Vũ vàng kiểu này này. Đấy. 49.000 phát luôn. Màu nâu này, màu trắng này, màu vàng này này. Con này chị em mình cứ về coi hàng coi chắc ấy. 300 chị tội nghiệp hàng. 300 tội nghiệp hàng. Mất cái nông nha. Mất cái chùm nông rồi. Rồi đấy, chị nào lấy nhũ vàng, nhũ màu nu nu và nhũ màu trắng, có ba tông màu mã nhũ, chị nào lấy nhũ lên luôn, dùng nguyên nhũ hề. Thế. Chị ơi, chị Giang Phan ơi, chọn màu cho em. Nhũ kem màu, cái này 39.000 luôn nè. Xây 65, 68. 39, xây 65, 68, nhũ vàng thì Thúy Nguyễn. Vàng cho Thúy Nguyễn. Ở đây 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 có cái nhũ cho chị Giang Phan. Giang Phan. Ở đây 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 có một cái nữa nè. Còn cái này. 639 cho Hiền Lương Nguyễn. Không còn. Nhũ chị Giang Phan có rồi. Bách ca đâu còn đâu chị Hà. Sọ hồi hôm qua chị sọ trong đó hết bách ca đúng không? Ở đâu không lòi ra một cái. Nhũ này bao nhiêu tiền đây? 39.000. Còn một cái nhũ nữa. Cái này em còn hai cái CS. Hàng này dễ bên sợ đi hàng 135.000 đó. Cái gì? Đây, cái này mới có. Cái này mới có chùm lông. Nhũ vàng cho chị Nguyên Minh. Đây chính xác, cái này mới có cái đây nè, bình thường cái chùm lông của nó đây nè. Cái chùm lông của nó đây nè. Xây 60, 62 đây nè. Nó xịn sò lắm luôn. Nhũ vàng em hết rồi, còn nhũ màu nâu, nhũ màu trắng thôi. Có cái đồng tiếng nào xả trong này. Đây cái này bách ca xây 62. Không, 57kg rộng. Cái này em đi bên chị em mình 320. 320 nót luôn. 320 nót đảm bảo là không đi đâu mua được luôn ý. Kho lớn kho nhỏ người ta cũng không đi, chị em mình bách ca mà giá này. Nhũ nâu cho chị Nguyễn Thị Bách Thiệt chứ chăng chị. Nha, lên luôn dùng cái này có cả chùm nông rồi nè. Nha, chị nào lấy cái này lên mã bách ca. Size 60, 62. Cầm con áo nó giá trị lắm luôn. Khách hôm bữa khách lên nhà Nguyên hỏi em mua bao nhiêu tiền. 650.000. Tưởng mới đầu là tưởng mua nhà Nguyên. Cái là trời, chị mang cái áo này đẹp này. Nói ra cuối cùng là mua ở ngoài 650.000. Cái này em còn hai cái 63.000. Con này là hàng chạy 135.000. Công sở xây S. Cái này chị em mình đi làm công sở phát hai con này đi xây S. Ừ. Xin xoài. Cái này Nguyên có hai. Lên mã ngực nhá. Ờ, tiếp hết rồi đó. Nguyên hết rồi. 36 còn cặp. Lên mã 90 nhé. Lên mã ngực nha. Nha, chị nào lấy ngực lên ngực luôn dùng Nguyên. Có một cặp. Cái này để tối bán tặng đầu like đi. Cho em tiếp đi. Cái bao tiếp theo đi. Bao lẻ tiếp theo đi. Ngực 90k. Hai con. Ai lấy ngực lên ngực. Cái này hàng công ty, hàng 79.000. Nguyên đang chạy size 57 này. Cái này em bán tặng luôn cho dạy em mình luôn. 40.000 luôn. Tay bồng. Ngực cho chị Mary Phương. Mary Phương. Rồi nhá. Đi luôn cho trẻ em mình con này luôn. Em đi luôn cho trẻ em mình con này luôn. 40k áo công ty. 40k áo công ty.
40k áo công ty nữa. Ai nè, ai mà chị nào hỏi con này size 37 nè, áo vé size 37 này chị em mình nè, 69.000 nè, 40 cho chị Thanh đặng, 40 chị Thanh đặng, size 37 này chị em mình nè, size 37 nè, 69.000 nha. Mấy ngày hôm nay toàn bán con này hết. Cái gì Thương Trung Minh, Thương Trung Minh. Cái này bởi vì Thương Trung Minh, Thương Trung Minh này. Bộ này xe máy có 95.000 nè. 95.000. Cái này xe 60. Cái mã xanh ngọc. Bộ bi nhá, xe 60 chị em mình chứ ok nhá. Comment lên luôn cho mã này mã 95 bộ bi. Nha bộ bi size 60 lên mã xanh ngọc luôn về nguyên nhé. Xanh ngọc 95.000 bộ dài áo dài con. Quần dài áo dài nhé. 95.000 chút lên luôn về nguyên chị em. Áo sơ mi nam à. Hàng 320.000. Size 62 lên mã hồng, số mã 69 cho. Xanh cho chị Phụng Kim Nguyễn. 95.000 Phụng Kim Nguyễn. Nha, lên luôn dưỡng mã nè. Hàng này là hàng 320.000. Cái vải này nó thơm á chị. Lên luôn dưỡng mã sơ mi 69, size 62 đổ về chị em cho ok. Lên mã sơ mi nam nhé. Sơ mi nam có 1 cái đấy. Comment mã sơ mi nam. Cái này có 1 cái bị dơ xíu, cái này bán thẳng luôn. Cái này hàng mẫu nó mang. Cái này chị em anh gấp lại là sẽ không thấy được. Bị dơ xíu. Size 52-55 bán tặng con 29k luôn đi. Nó ở phần trong này thì không thấy được nha chị em mình. Đây nè, hơi bị ái màu đây chứ, gấp lại xong không thấy gì hết. Bán tặng nó luôn 29.000. Comment mã kiểu 29 à, cái này kêu mấy ta. Còn hai con ngực này, hai ngực này đi 90k. Dơ chị Nghĩa Đòn. Những con dơ nhưng mà không đáng kể, chị em mình có thể gặp lại là xong. Comment mã ngực 90 nè. Ngực 90 chút lên luôn dùng nguyên nhé. Ở đây, sai đây. Sai 34. Ừ, một cái 34, một cái 36 bà ơi, đang đi cặp đây. Một cái 34, một cái 36. Đi mã 40k đi. Một cái 40k một cái. Một 34, một 36. Chị nào lấy cái này lên mã ngực 34 hoặc ngực 36 lên luôn dùng nguyên nhé. Cái này đi mã 105, chút mã 100 luôn. Comment mã 100 luôn dùng nguyên. Size này chị em mình 60kg vô tư nhá. Con này form của nó là form FG như chị em mình đó. Đẹp lắm. Dạ. Chúc mã 100 luôn, size 60 vô tư. Comment mã này lên mã 100 luôn giúp nguyên. 100 nhé, cái con sơ mi thì kêu lên. Tuyền mình kéo con sơ mi này lên luôn dùng nguyên này. Chứ để nó được 36 chị Nghĩa Đòn 40. Để đòn 40. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên cái này, size 60, lên mã phối. 85.000. Lên mã 80 luôn đi, có tông tàu nhá. Bộ này hơi bị hiếm nè. Khách nhà nguyên khách sĩ lên hỏi tìm bộ thun này không có hàng luôn á chị em mình. Nha, em đi luôn chị em mình con này với giá là 80k. Ôi, cái con này sale 100 mà không có cách chốt kìa. Size 60 đó. Kinh đời thì cái chứ. Hàng này hàng chị em mình đi vô shop không dưới tiền 200 nha. Không em biết rồi. Áo 29 là trời đỏ rồi. Con này lên luôn cho mã chip su 49.000 luôn. 5 con. Chip su nhé, su này su lạnh đẹp lắm. 5 con nhé, size 50 thôi. 100 đi bảo ngân khói. Thực sự là những cái mà em sale rẻ quá mà không thấy chốt là em tiếc. Em tiếc hàng 49.000. Cho nó gọn vùi mỗi mã này. Những cái mã này em qua rồi lại còn tớt tớt lại đây nè. Là em sale hết đó. Nên mã này là mã 100. Áo lồn lột 49.000 5 con. Chúc cô dạy thanh đạn. Chúc cô cho thanh đạn. Cái này mình mái cá rồi ta. Nơ 29 luôn. Có trong tàu xây 60. Xây 60 mang ok luôn. Đây mã nơ 29.000 luôn. Chị nào hóng thun thái thì buổi tối like nhé.
Em thấy thì em đóng xong rồi còn bao nhiêu tới em lo luôn. Lên luôn dụng mạng này 25k luôn, xoay 60. 25 xoay 60. Chiếc xô em hết 25 xoay 60. Lên mã bé. Bé xoay 13-14, 25k luôn. Xoay 13-14, 25k. Ôi. Lanh hàng hãng này 79k này. Nơ cho chị Giang Pha. Nơ 29. Nơ 29 cho chị Giang Pha. 25 cho chị Linh Diệp. 25 Linh Diệp. Bộ lanh hãng xe 79k luôn. 25 đây. 25 Linh Diệp. Bộ lanh hãng xe 52 đổ về 79k. Cái này có người chút không? Comment lên cho mã này mã thỏ dùm luôn nhé. Chút thỏ lên luôn dùm luôn. Thỏ còn cái. Thỏ một cái 79 thì nó mới thỏ 79 lên luôn nhé. Thỏ 79. Quần gan xây mờ. Ta trẻ mà 52 đổ về 49.000. 49.000 nhá. Đây mã gan bụng 52 đổ về xây mờ. Hàng này còn hàng 79k không chị em mình. Còn hàng cái này là 79k không á. Đây luôn trẻ mình con này 49.000 gan xây mờ nhá. Gan xây mờ xây 52 đổ về. Nha chị nào lấy gan bụng lên gan bụng luôn dùng nghe. 49.000 gan bụng. Cái bộ thỏ này mà khách không chút quá. Mali Phương. Maria. Mary Phương. Bé này cho chị Phúc Minh 25 ra rồi. Bé chị Phúc Minh 25 nè. 25. Lên mã thái to này bán tặng chị em 39.000 luôn. Thằng này hàng 60 chị em mình mang với lại mấy cái con quần ngố đẹp, mấy quần ngố đẹp. Nha, đây 39.000 luôn, thái to, tay 60, 62, thủ mông, giấu quần, 39.000 luôn. Lên mã này là mã khoác đẹp, hàng 109. Còn cái này khoác xịn lên, đây mã khoác đen nhé. Khoác xịn. Không phải. To cho chị Hoa Văn, 39 to Hoa Văn. Đây mã khoác xịn, cái này em đây luôn, trẻ mình 89 xe luôn. Còn có. Theo toàn bộ nhé. Con này theo toàn bộ. Đây luôn những mã này là mã khoác xịn mẫu này. Xe 55 đổ về chị em chứ ok. Kéo lên tới trên này luôn. Nga kéo tặng trên này luôn. Đây mã này là mã khoác xịn dùng nguyên nhé. Khoác xịn nguyên có 1 cái. Nga chị nào lấy khoác xịn lên khoác xịn. Cái này tặng 25k luôn. Cái này bán tặng 25k luôn. Size này dành cho chị em mình 55-57 đổ về. Đây mã tặng 25 cổ. Thấy to được hết rồi chị ạ. Tặng 25, cái này cũng treo lên dùng nguyên đi. Bộ lanh này mà bỏ vô trong hàng lẻ là nó nhào hết. Hàng này hàng xịn. Hàng này hàng 140 mấy ta? 145. Hàng 145.000 của nhà Nguyễn chị em mình chốt chuẩn nhé. Những các em đã sale rồi, đừng có chốt xong xả rất là mệt. Chúng em đi lên về mệt lắm. Hàng 145, cái này em đi luôn chị em mình mã 110 luôn. Xe 5255. Xe 5255 nhé. Lên mã bộ vàng. Xe 5255. Được bộ nha. 5255. Em đi luôn chị em mình 100. 101 luôn. Cái này dịa hoa trần. Em đi 89.000 cho dịa hoa trần. 101 thì thanh đặc. Cái này bỏ chữ hoa trần vô. Hoa trần bao bự nè. Giữ nhiệt tặng 29k luôn. Xe 60. Giữ nhiệt tặng 29k xoay 60. 101 cho chị Thanh Đặng rồi. Rồi nha, lên luôn dưỡng mã này 65k. Xoay XL xoay 60. Hàng này còn hàng xoay 79k. Hàng đi nhập sĩ trên trong mà xoay 79k. Xong này đi cho em 65. Xoay XL xoay 60. Nha, lên mã quần ống bo. Chúc mã ống bo. Ống bo à, nhiệt cho chị Nghĩa Đoàn. Nhiệt Nghĩa Đoàn 29k chị Nghĩa Đoàn. Nghĩa Đoàn cốt tông tàu. Trong hàng lẻ này hơi bị nhăn xíu nhé. Con này chị em mình 39.000 luôn. Còn hàng đấy, nhưng mà con này hơi bị nhăn xíu. Tuy nhiên chị em mình về cũng giặt ra mà. Bỏ trong mớ hàng lẻ. Ờ con này đẹp. Ở trong hàng lẻ này là em sale nhé. Cho nó gọn đấy. Bỏ trong hàng lẻ này nhỏ nhỏ. Ui. Đây ngố này. Ngố mì hàng 75. Ngố mì hàng 75 xe 50-52.
Chị nào lấy ngố mì hàng size 50-52. 39 cho Linh Diệp. 39 cho Linh Diệp. 75.000 ngố mì hàng nhé. Cái mã này không phải là dạng ngố ôm đâu nha. Lên luôn dương mã ngố mì 75 size 50-52 theo hết nhé. Cái này không phải trồng bộ. Thôi bán tạm nhé. Size 50. Cái này là áo nơ, quần nơ đen. Hàng này, cái này là trong cái bộ hả? Hàng 199.000. Ngố chị Văn sao 75. Trong cái bộ hả? Cái xong cái quần này ở trong cái bộ đồ ngố. Thôi, cứ gộp trong lên luôn. Dùng nguyên mã này 39k một bộ luôn. Size 50-52. Thôi mang bộ ngố cũng được nha. Cái này là áo này quần nọ đấy, 39.000 luôn. Do cùng size nhỏ nên là gộp cô cũng màu đen đen. Cái này bỏ chung với cái này luôn. 65.000. Con này em đi luôn chị ơi. 65 size 57. 65 size 57. Chị nào lấy cái này luôn dùng nguyên 65 size 57. Đây nè, bộ nào xưa tối em sale 89.000. Còn bộ bên kia này kìa. Cho chị Linh Diệp. Bộ nãy cho chị Linh Diệp. Này 55 đổ về 89.000 con. 39k. Ta gọi ta hử biết rồi con. Ống bo cho cô Thu. Ừ thì hàng công ty nhưng mà không có cái quần. Sáu lăm đúng không? 65.000. Cái này em đi đun trẻ mình 79.000. Cái lộn 89.000 sorry. Hàng này hàng 105. Cái 55 đổ về cho em mình mang đây. Bộ này là bộ găng. Cái này bạn Hiền đang mang phải không? Mang bộ này đúng không? Đẹp. Cái này mang sướng mùa nào mang cũng được bộ này hết. Nha. Cái gì? Cái này à? Bộ này à? Chị mới ra mà tái kim ra ghẹ chạy mới ra. Sale 89k nốt luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nha. Bộ này đẹp lắm. Mang sướng, bao sướng. Bộ hồng. Rồi Thái 49, Thái sao 49. Thái 49. Không có cái quần. Thái 49 luôn dùng nguyên. Size 50-52. Áo nam luôn. Đi cho nó nha. Rồi nhá. Thái đen 49, đen này đen theo. Thái đen theo 49, size 60. Thái đen. Hồng trơn nhá. Nhìn cái nào nãy mất cái con quần gối thì nó hợp hơn. Đây, quá trời. 89 cho chị Tiên Phan. Tiên Phan, con này tặng 29k luôn đi. Size 57. Size 57-60 nha, lên luôn cho mã hồng 29k nó. Hàng này hàng 135 này chị em mình. Con này hàng 135. Lên mã này là mã cũ. Mã kia đi vô trong cho lại làm. Hàng 135, cái này em sale nó luôn chị em mình 89.000. Đi vô trong mỗi nhỏ. Cô Nguyên đang bán hàng nè. Bị đánh đít vậy. Rồi, bước vô trong. Nhanh nhanh, gần xong rồi. Bước vô trong cho mẹ làm. Cái này hồi để phân ra. Cái này cưng chưa. Cái này bán tặng đi, cho nó vui nhé. Trong đóng hàng lẻ to, hàng mới không chị em mình nó đi giờ lên. Giống như hàng chi á, giống như hàng bành luôn á. Nó dở lên. 89 cho chị Yến Nhi. Yến Nhi. Con này tặng 19k đi. Chị em kiểu gì cũng giặt cũng nhào. Bạn ngốc 19k. Con này gió ướt. Tùy ở trong một mớ hàng lẻ mẫu ấy. Xong cái nhà nguyên tấm vô trong hàng lẻ. Con gió ướt này size 60. Cam hết rồi. Đi lấy hồn đưa cho ta đi. Size 60. Size 60, 62 nhá. Đây mã này là 60, 59k luôn. Cam em mã gió ướt 19k. Cam em mã gió ướt nhá. Cái này mang mùa nào cũng được. 69k. Lộ 59k. Cam em mã gió ướt. Quần legging. Legging luôn dùng size 55. Tặng 39 luôn. Tặng 39 legging luôn. Con này bo rip 49k luôn. Size 55, em đi cho nó nhanh nhé. 49k. Con này lên chung mã túi bé 29k nốt luôn. Túi bé cái này là đó bộ đó. Độ trời ơi. Lộc hết bao mới ra một bộ.
Con này bán tặng bên chị mình 29.000 luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 29K túi bé. Túi bé 29, chị nào lấy túi bé 29 lên luôn dùng nguyên. Bộ giờ nó mới lòi ra nè. Size 55 này. Túi bé chị Mai Ly Phương. Mai Ly Phương. Cái này size 55 nhá, bộ này đẹp. Em đây luôn chị em 59K bộ này luôn. Lặt quần lặt áo bữa giờ, túi bé chị Thanh Hằng. Có túi bé Mai Ly Phương rồi. Thanh Hằng. Còn mấy cái của nó mà. Làm gì đây? Rồi nhá, lên luôn chung mã bộ 59K. Chị nào lấy bộ 59 lên bộ 59. Cho chị Đào Mỹ. Chị Vũ. Cho chị Đào Mỹ nè. Bộ nó bán giá 59.000. Có 9.000. Rồi nhá, lên mã mì Hàng. Con này là mì Hàng, size này dành chị em mình 57 đổ về. Mì Hàng nhúng nè. Con này bán tặng 39.000 luôn, quần hốt 39.000 nót luôn nhé. Thôi ngưng đi chị em mình ơi. Ngưng nhé. Ngưng đi. À từ 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 từ. Thôi lấy hết cái bao này để chị bán tặng hết cái bao này cho nó gọn hỏi xếp đi. Cái này con cái Hàng này, hàng 301 một con ấy. 39 cho chị Nắng mua hàng. Nha, sang hàng sale thì đừng có xả tới xả lui, rất là mệt. Xe 52 đổ về. Tặng 29.000 luôn. Tặng 29.000 luôn. Lên mã kiểu con này mix với mấy cái con quần mì Hàng nhà nguyên, đẹp lắm luôn. Cái con quần lên cao lên xíu. Tặng 29.000 kiểu. Comment mã tặng 29.000 kiểu. Tặng 5K con này. Xe 12, 13 tặng 5K. Da cá. Nắng mùa hè luôn. Bao rip tím 49.000 luôn. Thằng này hàng xe 55. 5K cho Ánh Trân. 5K cho Thanh Hằng trước. 5K cho Thanh Hằng trước. 49.000 luôn. Toàn bộ hàng này là hàng vì còn lẻ mẫu 39.000 luôn. Hàng còn cái cá nên nhà em làm biến cái là 39.000 luôn đi cho chị Đào Mỹ. Cái xong cái nhận hết trong một cái bao lẻ này kéo lên hơi bị nhào chút. Tím Đào Mỹ hả? Tím Đào Mỹ 39.000. Ừ. 39.000 nó con này. Hàng găng size 55 đổ về. Cái này mùa này mang sướng lắm vậy mà nè, nhẹ tên luôn. Cái này có hai con, một nu một hồng. Lên mã đá luôn dùng nguyên nhé. Đá này nhúng 39K. Một cái màu nu, một cái màu hồng, kiểu em hết rồi. Một nu một hồng 39. Xong xếp lại đừng cụm hết chị. Cái này lên mã rất, cái này rất kiểu nha. Rất kiểu cái này có 1 cái. Tặng 29.000 luôn, có tông tàu là toàn hàng. Tao lấy cho bán nè. Có tông tàu toàn hàng, em bán cho chị em mình cả tiền 49.000. Này xe chị em mình 29.000. Nha, lên luôn dụng mã này. Cảm ơn mã rất. Ôi. Hái nha. Chị em mình có thể mua về cho bé. Này nguyên mang vừa, size 50. Size 50. Váy đuôi cá kiểu, hàng này hàng Xuân Thái. Thì chị em 49.000 đuôi cá luôn. 50 đổ về. Lên mã công sở xanh 2 biên. Xe 50. Xe 50. Tặng 39.000 luôn. Xe 10. Tặng 39.000 nhé. Ồ, cái váy này mà khách không chốt rồi. Váy hứa. Để em mang luôn. Phái Thái, phái Xuân Thái mà 49.000 mà không chốt á. À, nguyên nhãi về 4 món rồi nha. Không sợ cho chị Mai Ly, Mai Ly Phương, 39.000. 39.000. Rồi nhá, cái này lên mã 2 biên nu. 2 biên nu size L phải không? Size 57 độ về. 69.000 nó. 2 biên là toàn hàng 140, 150 không chị em mà nó. Toàn hàng 140, 150 nhá. Em đi luôn chị em mình cái này luôn, 69.000. Lên mã áo cổ nam 49.000 luôn, size 55. Áo cổ nam 49, size 55. Thế chốt đi, em theo cái này rẻ quá mà không chốt phí lắm. Phái cho chị tội nghiệp Hà 49.000. Áo găng hàng 69, 2 line này. Áo cổ nam Việt Thanh hàng 49 luôn. 49 luôn. Cái này nguyên thường đi cho chị em là 69.000. Hàng găng xe 52 đổ về chị em mình đang ok luôn.
áo găng dạng giữ nhiệt theo hết. Hàng shop nó bán tiền trăm đó chị em mình ơi. Em đi chị em mình 39.000 luôn. Cái này 49 thì Thanh Hà. Áo này size M, hồi cái nào tốn hơn sale máy với gì này. Hàng này hàng 450.000. Cái nào 55.000 nó luôn, size 55-57. Size 55-57 nhé. Em đi luôn chị em mình con này giá 55.000. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên là áo nam. Hàng hãng, nam hãng giúp Nguyên. Nam hãng hàng Mata 55.000. Thì hôm bữa sale cái áo rồi, hôm bữa sale cái quần rồi phải. Trời ơi. Lên mã này mã không đồng, chị nào đang có quần đùi đùi thì. Hôm bữa tự nhiên sale cái áo hàng này trong hàng lại 55 chị nghĩa đồ. 55 nghĩa đồ. Con này chị nào về cái gì Mary Nguyễn. Mary Nguyễn không đồng. Mary Nguyễn nghe. Phái xe nhỏ. Phái này 48 đổ về thôi chị em mình nhé. 48 bị cái đổ về thôi. Em đây bán tặng chị em 39.000 luôn. Comment mã phái những con này xinh lắm. Nha. Nên mã này là mã 39.000. Tắc này là hàng hàng xúc nhật hàng 135.000. Tắc này là tắc 20D là. Nam hãng 55 cho chị Giang Pha. Như còn con này, Giang Pha. Áo 49 giữ nhiệt rồi. Em là cái nào 49 giữ nhiệt. Áo màu xanh á chị Trang Thu à. Con này là tắc 20D hàng xuất nhập hàng 135.000 nè chị em. Cái này lên mã này mã tặng 19.000. Nha tặng 19.000 tắc. Còn con một con áo kiểu nào nãy sale bao nhiêu tiền ta 29.000 nè. Hồi nãy con này muốn sale 29.000 nè. Cho nó gọn, hàng lẻ thì nhiều lắm. Vì ngày nào cũng có hàng mấy bao hàng vậy. Xong like rớt mã về, về ngày biết bao nhiêu mã. Xong rớt mã lại cái này. 19 cho chị Đào Mỹ. Chị Trang Thu ơi, phải con màu xanh không? Con này 29k luôn, size 52-55. Hôm bữa là em sale 49.000 là khách giật mình rồi. Nha, hôm bữa là sale 49.000 là khách giật mình rồi. Cái này sale chị em 29.000 luôn. Nha, lên mã kiểu 29, hàng này hàng hàng shop hàng 301.000. Chị Trang Thu đi hỏi cái màu tiếp màu xanh phải không thì không trả lời mà cứ bảo giữ nhiệt. Nó mấy cái áo len nó bỏ hẳn ra luôn chị. Đừng bỏ vô trong bao nữa. Len hai lớp size 60. Len này là hai lớp size 60 nhá, tặng 49. Khoác len hai lớp size 60 tặng 49k luôn. Len mã công sở size 57. 79k. Áo kiểu cho chị Giang Pha. Áo kiểu 29 chị Giang Pha. Năm mươi bảy năm tám đổ về năm cho chị Phạm Nụ. Con này đi chị em 79 nghìn. Phạm Nụ 49 nghìn. Cái này toàn bộ xả lỗ tỷ nhà Nguyên cũng có giá này luôn. Nên mã này là mã công sở. Công sở nhé, chị nào lấy công sở lên công sở luôn dùng đi. Quần cho xuyên 79. Hoa Hương Lan 79. Hoa Hương Lan 79. Xanh cho chị Trang Thu. Con nào nãy em sale 39 thôi. Chị đi 49 em biết con nào. Cái này chị Trang Thu. Cái gì? Cái mới đặt Hoa Hương Lan quần mà. Hoa Hương Lan còn cái này Hương Thu. Hương Thu đó. Có quên lộn Trang Thu. Trang Thu 39. Kia Trang Thu 39 rồi nè. Trang Thu 39. Quần nam hàng 9. Hàng nào nữa em sale Huyền. Con này xe máy rồi. Xe 69 nhỉ, xe 55-57. Lên mã quần nam. Quần nam nhé, xe 65. Xe 65.000 luôn. Cái này công sở S, cái này bán tặng cho nó vui. Này. Quần cái áo đâu cả, không có áo từ trước cho ly luôn á. Công sở kiểu ấy chị em mình phía trước của nó này. Xe S thôi. Cái này bán tặng 29.000 luôn đi cho nó vui. 29.000 công sở đỏ đô. Lưng siêu cao, quần ring lưng siêu cao. Size này dành cho chị em mình 55-57 đổ về là chị em mình chút đẹp. Lưng siêu cao, kéo. Nam thì Thúy Nguyễn. Ờ,
Còn cái Nam Thế Nguyễn còn cái này em đi luôn chị, em mình 79.000 luôn. Nam Thế Nguyễn siêu cao và giảm nhiều nhá. Theo nó rồi. Còn một cái quần nam ấy, còn cái bao nó còn gì không chị? Ngực nó ngực kia rồi. Cái này áo kiểu à. Ngực này lên mã ngực mỏng luôn, dùng nguyên Sabatu. Bán tặng 39.000 luôn, Sabatu nhé. Nó vừa chứ nó không có quá dài á chị, mình tầm khoảng 2,5 phân, con này tầm khoảng 2,5 phân. Mốt của nó là toàn bộ là bàn tay năng đỡ ngực. Nha, lên sơn mã ngực luôn dùng nguyên 39.000 Sabatu. Con này lên mã tặng kiểu luôn. Tặng áo kiểu luôn, không đồng luôn cho nó vui. Lên mã kiểu không đồng, cái này chị nào nhỏ nhỏ xíu thôi. Thôi chị em mình 48-50 thôi, lên mã không đồng. Con này đi 49.000, xe 60. 49 xe 60. Cái này toàn có trong tàu thôi nè. Riêng xíu não chung bỏ riêng qua bên này. Cái này xe nghĩa đòn. Cái bộ muối tiêu này mình xe máy 89.000 đúng không? Bộ muối tiêu này toàn hàng xe 89 và xe 62 này. Em đi luôn cho chị em mình luôn 49.000 bộ muối tiêu. Comment lên mã muối tiêu luôn dùng nguyên. Lên mã muối tiêu luôn dùng nguyên. Nha, chốt mã muối tiêu luôn dùng nguyên. Chị nào lấy muối tiêu lên muối tiêu. Con này 49k, khách không chốt hơi phí hề. Con đợt này có tông tàu đi nhập vô đắt lắm vậy mình. Không có hàng luôn. Trời ơi, con này hàng nhập 115.000. Thôi bị ngăn nhá, 115.000 size 55. Bộ này em mới xe 49.000, mới vừa đọc 49.000. Để trang pha. Bộ muối tiêu. Trang pha. Con này hàng nhập 115.000, cái này chị em mình giặt ủi ra thì nó sẽ đẹp. Hàng new nha. Nhà Nguyên không bán hàng si, hàng cũ, hàng gì hết. Chị bán hàng new nhưng mà là những cái mã em qua mẫu rồi. Xong còn rớt mẫu rồi cái bỏ trong cái hàng à. Hàng lẻ này hơi bị nhào xí. Sao mà thấy hờ đó. Cái này sale note luôn chị em mình 49.000 có 1 cái. Thôi con nó lên rồi. Con này 49.000 có 1 cái. Lấy ra hồi nào. Wow. Dây 3,5 rồi đó. Mai được 3 tiếng đồng hồ rồi trời. Lên mã này là mã xúc Âu. Mới tiêm hết rồi. Xe 36. Cái này dành cho những chị em mình hay mang váy body á. Xe 36 nhé. Mốt của nó là mốt vừa phải thôi. Nhưng mà cái này có cái bản định hình này. Có bản định hình chị em mình mang body thường là ví dụ như nó phèo cục chỗ này, phèo cục chỗ này, mang cái này. Ok luôn. Hàng xúc Âu nhé. Con này hàng xúc Âu. Cái này em sale luôn chị em mình luôn. 55.000 xe 36. Ngực xúc Âu chị em mình nhìn cái bản định hình của nó. Hàng này ở mình không có nhiều. Chút lên mã xúc Âu luôn dùng nguyên nhé. 55k xe 36. Lên mã công sở này tặng nó luôn chị em mình phải. Đây còn cái nữa nè. Hồi nãy xe 39k luôn đó. Cái này gì Trang Phan. Trang Phan 55k. Con này tặng 29.000 hơi bị nhau chứ. Mới vừa đọc bao nhiêu? 29.000 luôn đi. 29.000 đi. Xe 50. Lên mã sơ mi. Sơ mi nhé. Em đọc cái gì áo 49 là cái này phải không? Chị Trang Thu áo 49. Hơi nhào như vậy mình á. Về có kiểu gì giờ nguyên đất này cũng nhào. Áo sơ mi mà cứ dồn trong đồn trong một cái bao hàng lẻ thì là nhào hơn. Con này tặng 29 màu trắng. Con này hồi nãy có cá xe 48 đổ về. Lên mã váy 39 thì luôn. Có hai cái nha. Em đi luôn trẻ mình 39.000 váy thôi. Cái này cho bé, chị em mình mua cho bé, mua thêm cho nó cái một cái áo hai dây ở trong, áo bra ở trong, dạ cà rốt tốt. Nên luôn những mã này là mã 10k. 10k cho nó vui. 10k nhé. Con này hôm bữa đi bao nhiêu tiền ta? Xe 49k đúng không? Hai con này xe 49k. Con này đi 19k luôn, 15k. 15k xe 50. Ok. Sơ mi cho chị Phạm Nụ. 29.000. 10k lại nào ta? 10k cho chị Hương Uyên.
Hương Yên. Hương Yên 15 cho chị Thảo Nguyễn Đỏ. Thảo Nguyễn Đỏ này là Thảo Nguyễn nào vậy? Thảo Nguyễn Đỏ à, 29 đó đây là Thảo Nguyễn đúng không? Ừ, có đơn đúng không? 15k. Lép Kiên bé tặng 29k. Như Thảo Nguyễn à. Con này chị em mình đi mua. Này bụi quá. 29k luôn. Còn mua trẻ mình đấy răng ngồi mua là 70-80 nghìn con quần lót kim này. Tiền 15. Đây mã lót kim. Ok chị Thảo Nguyễn. Lót kim 29 luôn. Hàng này hàng giả size 5 cũng ok. Còn có một cái để lại cho em bán chị. Đây có một cái nữa nè. Bán hồ cái gì còn ai mà con. Cái này nữa rồi vậy. Hết chưa? Cái này để hẳn đi không đúng không? Bỏ vô cái chỗ hồi nãy Hồng Nguyên có váy vàng mua rồi. Cả mớ đây chứ cái váy. Có váy vàng. Con này tặng bà ra đấy. Bán tặng cái này à, 29.000 luôn. Cái này chị em có thể mua cho con gái lớn cũng được. Tặng 29.000 luôn, bà ra trắng. Size 60 vẫn ok nhé, có mốt cái chị em mà nữa. Con này có mốt nhé. Đây mã này mã bà ra trắng, lắp kim cho chị Phụng Kim Nguyễn. Đây này Phụng Kim Nguyễn. Bao nhiêu tiền? 29.000. Đây mã bà ra toàn bộ con mốt hết nhé chị em mà nữa. Bà ra chị lên dịp một cái 29.000, tầm 6 được mấy con. Thì tới hồi khách hỏi lại không. Đặt hai con đi. Thế? Đặt hai con đi. Lỡ rồi. Đặt hai con đi. Lên dịp này. Ánh Trinh. Hoa Hương Lan cỡ rồi. Lên dịp này. Ánh Trinh. Ánh Trinh. Thấy không? Cái này bèo thôi chị em mình mua ra cho con tầm 60.000 là chuyện có thừa. Hoa Hương Lan. Mary Nguyễn. Từ từ. Em lấy mấy con thôi. Cho Trang Pha. Trang Pha. Linh Diệp là hai con nhé. Chị đếm đủ chưa ta? Đây 1, 2, 2 thôi, chị 3, 4, 5, Linh 6, 2 con. 7, 8, 9 con đó. Chị đếm được. Có 9 con đó. Tặng 29 luôn. 3, Mary Nguyễn là hai con nhé. 6, Mary Nguyễn là hai con. Là 7 con rồi. 7 con. Chứ Nga Đoàn hai con nữa là hết. Hết nhé. Hết chị ạ. Hết rồi nha, hết rồi. Về mập. Mập mà ra gần đi ho là thế. Đi chỗ khác đi, con Nguyên dở cái này ra bụi nó không cũng ho nè. Trong hàng lẻ này bụi cũng ho nè. Con Nguyên nãy giờ nhảy mũi rồi đó. Vô trong rồi. Đi vô trong á. Dọc mũi rồi. Đừng có mà. Con này bán tặng luôn cho chị em mình luôn 19k. Hàng này hàng xe 49k đó. 19k. Thôi đi chốt đơn cho chị Ti Ti để chị lấy hàng chứ không đứng ráng nha. Nguyên bỏ cái đơn của chị Ti Ti ra ngồi rồi luôn để Nguyên chốt đơn nhé. Ở dưới đất cũng của Ti Ti luôn nè. Rồi ok, ngưng like cho chị em mình ơi. Hàng chị em mình lấy tối lên Xuân Thái nha. Xuân Thái để Nguyên đóng luôn, nghỉ đóng luôn cho khách rồi xong tối lên like chị em mình luôn. Chị Ti Ti lấy Xuân Thái đóng luôn nhé. Rồi bye bye chị em mình luôn nha. Nhớ là tối vô sân Thung Thái. Thung Thái đợt này quá là hiếm hàng. Mấy tháng mới có đợt Thung Thái sale. Ok. Nha, báo lá Thung Thái luôn. Mình kiếm cho anh trên. Còn ngưng like nhé. Tối nhớ vô sân Thung Thái 7:30 nha chị em mình ơi. Cái túi là mua góc cho chị cái này nè. Rồi bye bye chị em mình nha.